Từ một nhân viên chữa cháy ngầu đét, cậu giải nghệ để đi làm ông chủ của cửa hàng xiên bẩn nước tiếng. Trớ trêu như một trò đùa của số phận, tình cờ cậu bị đám yêu ma quỷ quái truy đuổi chỉ vì lỡ phá đám buổi tế lễ bí mật của một tà giáo muốn phục sinh vua quỷ ăn thịt. Cứ thế bọn chúng không chịu buông tha, sinh tử với cậu từ giây phút đó luôn luôn cận kề. Nhưng bên trong người Cửu Châu có một nguồn sức mạnh hắc ám của vua quỷ, với ngọn lửa vĩnh sinh vô tận, giúp cậu chống lại bọn quỷ, trò chơi sinh tồn bắt đầu. Ai sẽ săn ai đây? Đọc truyện hay tại bemèo.com. Cậu tên là Trịnh Cửu Châu, từng là một nhân viên cứu hỏa. 15 năm trước, một trận hỏa hoạn thảm khốc đã cướp đi người nhà của cậu. Mười mấy năm sau, cậu đối đầu với lửa, chỉ để có thể cứu được càng nhiều người hơn. Sau khi giải ngũ, cậu cũng đã đi đến hiệp định đình chiến với kẻ thù cả đời của mình, mở cửa hàng xiên nướng. Vốn tưởng rằng cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua, không ngờ vòng xoay vận mệnh đã âm thầm chuyển động. Khi chuyện cũ được gạt đi lớp bụi vừa, lại một lần nữa lộ diện, sinh vật bí ẩn kỳ lạ cũng lặng lẽ tấn công. Ngọn lửa vô tận, cuối cùng ai sẽ là người thức tỉnh? Khi mọi chuyện đã đi đến hồi kết, dường như chỉ có đấng tạo hóa mới có thể trị vì thiên hạ. Tiếng người đi ăn xiên nướng tại quán của Trịnh Cửu Châu ngày càng ồn ào, khách nhân đến đây cũng ngày càng đông hơn. Quán xiên nướng Cửu Châu, nơi bán hàng vô cùng nổi tiếng với những người sành ăn. Trịnh Cửu Châu vừa mặc bộ đồ lên người vừa nghe điện thoại nói chuyện với người tên Hân Hân, buổi hẹn quan trọng như vậy, đương nhiên là cậu nhớ rồi. Cầm hộp quà mới làm xong trên tay, Trịnh Cửu Châu hứng khởi chuẩn bị đi tới cuộc hẹn này của mình, cuối cùng cậu cũng có thể gặp được Hân Hân rồi. Còn đang vui mừng với buổi hẹn ngày hôm nay, đột nhiên trên màn hình điện thoại hiện lên trước mắt Trịnh Cửu Châu một lời mời kết bạn từ một nick lạ với biệt danh là Mèo Chín Mạng. Một người lạ bỗng dưng gửi cho Cửu Châu một tấm ảnh. Nhưng ngay khi tấm ảnh kia được gửi tới, ánh mắt Cửu Châu đột nhiên sáng lên, khuôn mặt đột nhiên tối sầm xuống. Hộp quà đang tung tăng trên bàn tay cũng vì thế mà rơi xuống dưới đất, đây là bố của cậu Trịnh Kim Đức ư? Nhưng ngay sau đó Cửu Châu đã vội vàng bóp lấy cằm, đây lẽ nào là lừa đảo kiểu mới không nhỉ, đùa gì vậy chứ? Bố của Cửu Châu đã chết từ trong trận hỏa hoạn rồi còn gì, sao lại có hình mà gửi cho cậu chứ? Cùng lúc đó, bên phía chủ nhân của nick lạ kia, một cô gái cứ chăm chăm nhìn vào màn hình mà nở nụ cười kỳ quái. Video vừa được quay ở chùa La Hán đấy, nếu như tốc độ lái xe của anh đủ nhanh, có lẽ còn có thể gặp mặt được ông ấy một lần đó. Tiếp sau đó, trong cuộc hội thoại với mèo chín đuôi kia, Cửu Châu tiếp tục nhận được một tin nhắn thoại, không những thế còn gửi thêm một video. Nhìn vào hành tung này, Cửu Châu bất giác hoang mang, cau mày nhìn vào trong màn hình điện thoại, chẳng lẽ những lời mà người bí ẩn này nói thật sự là sự thật sao? Video người kia gửi trong điện thoại cứ thế hiện ra càng lúc càng chân thực, Cửu Châu càng lúc càng hoang mang hơn. Bóng dáng người đàn ông cứ thế hiện ra trước mắt cậu, chuyện này là không có khả năng. Khi nhìn được rõ khuôn mặt của người đàn ông trong video, thanh niên lúc này lập tức sững người, đứng thẫn thờ giữa phòng. Người đàn ông trong video kia thật sự là người bố đã mất của Cửu Châu cậu sao? Ngay lập tức, để giải đáp thắc mắc của mình, Cửu Châu lập tức chạy ra khỏi nhà, để lại hộp quà vốn định tặng cho Hân Hân mà bỏ đi. Cậu biết bản thân có lỗi với cô, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay Cửu Chân cậu cũng phải cuộc đến La Hán Đường một chuyến. Biển treo trên tường ghi ba chữ La Hán Đường cứ thế hiện lên trước mặt người thanh niên này. Tay cầm chắc điện thoại, Cửu Châu đưa mắt nhìn lên bảng ghi kia, mấy năm trước cậu đã từng cứu hỏa ở đây, nơi mà video quay đến, hẳn là ở nơi này rồi. Bước những bước chân chậm rãi tiến vào bên trong, trong lòng Cửu Châu vô cùng khó hiểu, lão Trịnh, bố của cậu, rốt cuộc sao lại xuất hiện ở đây được chứ, ông ấy rõ ràng đã chết từ 15 năm trước rồi cơ mà. Nhưng đi từ nãy tới giờ, nơi này chính là ngay cả một bóng người cũng không thấy. Càng lúc Cửu Châu càng thấy sốt ruột, không kìm được mà chép miệng một cái, cậu bắt đầu có cảm giác như bản thân đã bị mắc bẫy rồi vậy. Đột nhiên, từ trong bóng tối lướt nhanh qua một bóng người, khiến cho Cửu Châu bất giác giật mình. Đánh tiếng nói lớn ai, ánh mắt Cửu Châu đột nhiên va vào chồng sách dưới đất, phía bên trên chính là hai ngọn nến đã tắt từ lâu. Đột nhiên, một ngọn nến lập tức bùng lên ngọn lửa nhỏ màu xanh. Hướng mắt về trước mặt, Cửu Châu lập tức phát hiện ra, trước mặt của mình, một vòng tròn quỷ dị với hàng chục cây nến giống như vậy. Trong vòng tròn lớn đó chính là một thân ảnh. Ánh nến sáng lập lè, những vết mực đen trên mặt đất lập tức hoen ra, một người đàn ông chọc đầu hai tay chắp trước ngực, nghiêm mặt. Từ trên thân thể của người đàn ông này, một luồng khí kỳ lạ cứ thế tỏa ra. Cửu Châu đơ người ra một lúc, cậu đã hiểu ra, nơi này rõ ràng là hiện trường tà giáo mà. Nghĩ lại người bí ẩn với biệt danh mèo chín đuôi kia khiến cho Cửu Châu thêm vài phần ngán ngẩm, đó quả nhiên là cuộc gọi lừa đảo, muốn lừa cậu gia nhập vào tà giáo mà. Ngay sau đó, bóng dáng người thanh niên cứ thế quay lưng bỏ đi ra, cậu khi trở về phải báo cáo nơi này mới được. Cùng lúc đó, có thứ gì đó rơi lướt qua vai cậu, tiếng chuông điện thoại với bản nhạc chuông quen thuộc cứ thế vang lên. Không để ý tới thứ lúc nãy rơi lên trên vai mình, Cửu Châu liền lấy điện thoại ra, hiện trên màn hình chính là hai chữ Hân Hân gọi tới, đúng lúc này thì cô lại gọi điện cho cậu. Cứ thế, thanh niên mặc kệ lão già phía sau đang làm gì, lập tức bắt máy của người yêu.
Thấy đầu bên kia liên tục hỏi sao Cửu Châu không mở video, khiến cho cậu phải cất lời nịnh nọt. Cương à, có tình huống đột xuất, để muộn hơn chút nữa anh sẽ giải thích với em. Thân ảnh của lão già kia đột nhiên biến thành một màu đen, cứ thế lao vun vút về phía Cửu Châu. Ánh nến lập tức biến mất, tắt ngúm, để lại màn đêm. Cửu Châu chính là vì điều này mà giật mình quay lưng lại. Đối diện trước mặt cậu lúc này, thân ảnh của người đàn ông kia không còn nữa, mà bây giờ lại chính là một bàn tế nhỏ. Cửu Châu còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người kia là đi đâu rồi chứ? Bất giác, một bóng người vắt ngược trên xà nhà, há to cái miệng đầy răng nhọn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Cửu Châu. Một dung dịch lỏng từ trên rơi xuống bên dưới mặt đất, Cửu Châu lập tức nhanh mắt ra đưa. Cánh tay gầy guộc của người kia thoát cái đã vung lên, ngay sau đó, liền cao mạnh vào người Cửu Châu. Nhưng với phản ứng của một cựu cứu hỏa, Cửu Châu rất nhanh đã tránh ra được, chỉ có điều, cái áo trên người đã bị người kia cào rách mất. Ngay khi Cửu Châu kịp định hình, thân ảnh kia lập tức lao đi, trên cái bụng toàn cơ lúc này đã xuất hiện một vết xước đang rứa máu. Cả hai ánh mắt của Cửu Châu và của tên đàn ông kỳ dị kia cứ thế va vào nhau, Cửu Châu lập tức cảnh giác, cái tên này rốt cuộc chạy đến chỗ cậu từ lúc nào chứ? Tiếp sau đó, cái thứ kia lập tức bò ra đất, ánh mắt sắc bén hướng về phía người thanh niên trước mặt, cứ như một con thú muốn tấn công con mồi vậy. Tư thế này không phải là tư thế mà nhân loại bình thường có thể làm ra được, không phải là quái vật đấy chứ. Ngay sau đó, cái thứ kia ấn mạnh móng vuốt xuống nền đất, sau đó trực tiếp phóng lên trước mặt Cửu Châu, vung tay ra định túm lấy cậu, miệng không ngừng hét. Còn chưa kịp hoàn hồn, Cửu Châu lập tức bị con thú kia đè ngã ra đất. Nhưng rất nhanh, với nhiệm vụ bản thân vốn có, Cửu Châu cũng nhanh chóng dùng hai tay chặn lấy con quái vật này, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào giải thoát được, sức lực của con quái vật này lớn quá. Cái miệng gớm ghiếc của con quái thú kia cứ thế thò ra cái lưỡi dài, bên trong văng ra những dịch lỏng màu đen không xác định. Chỉ vì hành động bẩn thỉu này của con quái kia, ánh mắt Cửu Châu lập tức trừng lên tức giận, địch mợ nhà ông, đừng có nhổ nước bọt lên mặt tôi. Cứ thế, người thanh niên này liền dùng hai tay mà bịp cái mồm nghìn năm chưa đánh răng của thứ kia vào, quyết không để cho nó bắn mưa tùm lum. Ngay sau đó, Cửu Châu dùng hết sức mà đập mạnh đầu của mình vào đầu của cái thứ kia, lập tức khiến nó vỡ sọ. Máu bên trong cứ thế tứa ra, khiến cho con quái này kêu lên đau đớn, sau đó liền gục xuống dưới đất. Đưa tay ôm lấy vùng trán đang chảy máu, cũng may mà đầu của Cửu Châu đủ cứng. Lúc này, Cửu Châu mới từ từ quan sát kỹ lưỡng cái thứ dưới đất này, nhìn nó lúc này vô cùng mềm nhũn, như thế là cái vỏ rỗng ấy, chẳng lẽ đã trúng phải bệnh truyền nhiễm gì rồi sao? Hay là, đây căn bản không phải là người, lúc này, tiếng người từ ngoài truyền vào, cánh cửa cứ thế được mở ra, sao lại ồn ào như vậy, không phải là có kẻ trộm đấy chứ? Hai người đi tu kia vừa bước vào đã vội thốt lên hoảng hốt, giết người rồi, Huyện Không sư huynh bị giết rồi, A Di Đà Phật. Cửu Châu vừa nghe thấy lời này, đồng tử lập tức co lại, hoảng hốt quay lưng nhìn về hai người kia, liên tục giải thích bản thân cậu không hề giết người. Nhưng làm gì có ai chịu nghe lời của Cửu Châu chứ, bọn họ thấy có án mạng, hung thủ lại còn đang ở hiện trường, tốc biến là cách tốt nhất, cứ thế không niệm kinh nữa mà đi báo cảnh sát. Cửu Châu lúc này mặt liền biến sắc, tiêu rồi, lần này cậu thực sự tiêu rồi, cậu lại bị bắt vì hiểm nghi tội phạm giết người, lần này rắc rối to rồi. Chỉ sau một lúc, Cửu Châu đã an toàn ngồi lên trên xe của cảnh sát, khuôn mặt vẫn không hết ngơ ra. Tại đồn cảnh sát, tiếng của vị cảnh sát càng lúc càng tức giận, anh ta đã thẩm vấn Cửu Châu cả một buổi tối rồi, cậu ta vẫn còn ở đây bịa chuyện liêu trai bản hiện đại à. Nhưng Cửu Châu vẫn vô cùng bình tĩnh, đồng chí cảnh sát, nếu như cậu bịa chuyện, cũng không đến mức phải bịa ra chuyện viển vông như vậy chứ. Lời này lập tức khiến cho người cảnh sát kia tức giận đứng phát dậy, bùa chú, lửa quỷ, nghi thức, cương thi. Cửu Châu là tưởng rằng bản thân đang quay phim Hồng Kông đấy à, nói đi, rốt cuộc cậu và người chết có quan hệ gì, tại sao lại muốn giết người ta? Trong khi đang tra khảo Cửu Châu, đội trưởng từ bên ngoài tiến vào bảo người này giải lao đi. Tên đội trưởng kia cứ thế quay lưng bỏ đi, thông báo của đồn cảnh sát, tên nhóc này sẽ có chuyên gia đến đón. Nhưng chuyên gia gì Cửu Châu vẫn chưa có rõ, nhưng hai người kia không chịu giải thích một lời đã trực tiếp đóng sầm cửa bỏ đi. Ngồi một mình trong phòng thẩm vấn, nếu như đã không ra được, vậy thì cậu đây cũng phải nghỉ một lúc mới được. Cứ thế, Cửu Châu liền gục đầu xuống bàn, ngay sau đó liền chìm vào trong giấc ngủ. Lúc này, ánh mắt người thanh niên lim dim mở ra, một khuôn mặt nữ nhân cứ thế tiến lại gần cậu nở ra một nụ cười kỳ lạ. Bàn tay cầm lấy cái kéo đưa tới, bất giác khiến cho Cửu Châu tỉnh cả giấc, rất nhanh đã đưa hai tay ra nắm lấy tay nữ nhân kia, trực tiếp bật dậy mà quăng mạnh cô ta. Ngay sau đó, cả hai liền mất đà mà ngã dúi vào nhau, còn Cửu Châu lúc này vô cùng hoang mang không biết nữ nhân cứ nhìn cậu nở nụ cười lạnh này là ai chứ. Bàn tay nữ nhân kia tiếp tục vung kéo lên, trực tiếp quăng nó ra phía sau lưng. Cái kéo cứ như một cái boomerang mà lao tới chỗ Cửu Châu trước mặt, sau đó liền quay trở lại bàn tay của người phụ nữ trước mặt này. Xoẹt một cái trước trán Cửu Châu, cậu chỉ kịp đưa mắt sửng sốt lên nhìn người đối diện, chỉ có thể cất lên hai chữ, tiêu rồi. Tiếp sau đó,
Tóc của Cửu Châu lập tức bị cắt đi mấy cọng, khiến cho cậu không khỏi hoang mang mà đưa tay lên mái tóc kiểm tra. Nữ nhân kia sau khi lấy được tóc cho vào bịch, lập tức quay đầu bỏ đi. Người trẻ tuổi đừng căng thẳng, lấy tóc của cậu để làm giám định DNA mà thôi. Lúc này, Cửu Châu đã có mặt tại quán xiên nướng của mình, khuôn mặt vô cùng đăm chiêu. Thấy ông chủ từ khi về mặt mày ủ rũ, nữ nhân viên không kìm được mà tò mò hỏi, ra được khỏi đồn cảnh sát thì phải vui chứ, nhưng bỏ qua câu hỏi này, Cửu Châu là không muốn trả lời. Lúc này, cô nhân viên kia liền đưa tới trước mặt Cửu Châu một phong thư, nói là có một người tên là Mèo Chín Mạng để lại. Có vẻ rất kỳ lạ, vừa nãy có một chiếc máy không người điều khiển đưa tới nữa. Cửu Châu vừa nghe xong lập tức đăm chiêu hơn, lại là cái người tên Mèo Chín Mạng này, hại cậu vào đồn chưa đủ, lại còn muốn trêu đùa cậu ư. Từ trong phong thư này, Cửu Châu lôi ra được một lá bùa, kèm theo là một tờ giấy nhớ, chuyên trị yêu ma quỷ quái, nếu như vứt đi, mạng nhỏ không giữ được đâu, ký tên Mèo Chín Đuôi. Đọc được dòng chữ này, Cửu Châu tức giận mà nắm chặt tay hiện lên những đường gân xanh. Cho dù người kia có muốn trêu đùa cậu đi nữa, nhưng mấy ngày hôm nay đúng là có nhiều chuyện kỳ lạ như vậy, cứ coi như Cửu Châu tránh tà vậy. Tại khu nhà của mình, Cửu Châu lết thân xác xe mềm của mình về tới nơi. Hai mẹ con nào đó vừa đi ra từ thang máy, liên tục phàn nàn về cái thang máy này, sao lại lắc lư thế nhỉ, họ phải khiếu nại lên ban quản lý tòa nhà mới được. Đứa bé con thấy vậy lập tức ngước lên nhìn mẹ, là bởi vì nhện, nhưng rất nhanh đã bị người lớn gạt qua, lời trẻ con sao có thể tin chứ, làm gì có con nhện nào to như thế. Ngay khi Cửu Châu bước vào trong thang máy, cậu cứ thế mở điện thoại mà hỏi người bên đầu dây bên kia kết quả giám định của mình. Mà không biết rằng, có cái thứ gớm ghiếc nào đó đang cách một tấm kính nhìn về phía cậu. Nhưng tiếng của người bên kia lập tức rè đi, không nghe rõ được lời. Đột nhiên, tấm kính kia vỡ tung ra, đèn trong thang máy cũng tắt ngúm. Bóng đen nào đó hiện lên trên thân ảnh của Cửu Châu đang hoang mang. Còn hơi choáng vì tai nạn lúc nãy trong thang máy, Cửu Châu đột nhiên phát hiện ra có điều kỳ lạ, cứ thế đưa mắt nhìn lên. Một bàn chân với móng vuốt sắc nhọn cứ thế bước vào, điều mà trợ lý Lý muốn nói không phải là thi thể biến mất rồi chứ. Cứ thế, hiện ra trước mặt Cửu Châu, cái thi thể kia lập tức xuất hiện ánh lửa đỏ cứ thế sáng lên trên thân thể của nó, dương ánh mắt vô hồn nhìn về cậu thanh niên. Ngay khi vừa nhìn thấy Cửu Châu trước mặt, cỗ thi thể kia lập tức vung nắm đấm lao tới chỗ cậu trước ánh mắt đầy bất ngờ của người thanh niên này. Nhưng rất nhanh, khi nắm đấm của cái thi thể kia lao tới, Cửu Châu đã quay lưng mà bỏ chạy sang một bên. Đưa ánh mắt nhìn về chỗ bị thi thể kia đấm vào, rõ ràng điều này thật không khoa học, rõ ràng quái vật này mới bị giải phẫu xong, sao lại còn mạnh hơn vậy chứ? Thế nhưng, nếu như Cửu Châu đã biết đây không phải người rồi, vậy thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn, ăn đấm lại đau nhá. Cứ thế, Cửu Châu điên tiết lao tới, tặng cho cái thi thể kia một đấm, trực tiếp khiến cho nó ngã văng ra, đập mạng người ra phía sau. Một phần thang máy bị cái thứ va vào, lập tức bị móp lại. Nhưng khi bị Cửu Châu đấm cho một đấm như vậy, cái thi thể kia vẫn từ từ đứng dậy được. Nắm chặt lấy bàn tay đang không ngừng chảy máu, Cửu Châu biết chắc rằng cương thi này chịu đòn vô cùng giỏi. Lần này còn hơn cả so với lần trước nhiều, hơn nữa thang máy lúc này cũng sắp không chống đỡ được nữa rồi, cậu phải nhanh chóng nghĩ cách mới được. Sau đó, Cửu Châu liền đưa mắt nhìn lên, lập tức trong đầu đã lóe lên vài ý định táo bạo. Cùng lúc này, con cương thi kia một lần nữa vung lên lao tới chỗ Cửu Châu, quyết không tha cho cậu. Với khả năng là một người cứu hộ, Cửu Châu đã nhanh chóng lấy đà phóng lên cao một chút, đưa một bên chân ra trước mặt con cương thi kia. Tiếp đó, bàn chân dẫm mạnh lên trên giữa trán con cương này, khiến nó đau đớn mà nghiến răng lại. Lấy đầu của con cương thi kia làm điểm tựa, Cửu Châu nhanh chóng bám lên được trên thành của thang máy, sau đó rất nhanh đã chui lên được bên trên. Còn chưa kịp thở ra một hơi, đột nhiên, từ dưới bàn tay của thiếu niên cứ thế hiện lên một cái vòng trong nhỏ, hàng loạt tia sáng lập tức sáng lên. Tiếp đó, những ký tự hoa văn lần lượt hiện lên, tỏa ra khắp không gian phía ngoài thang máy trong ánh nhìn đầy bất ngờ của Cửu Châu. Một âm thanh lớn đổ sầm trong tâm trí của Cửu Châu, bất giác khiến cậu trở nên choáng váng. Âm thanh đó chính là không ngừng xuyên vào trong đầu của người thanh niên này. Chính vì xuất hiện quá đột ngột, Cửu Châu không thể chịu được, trực tiếp khuỵu người xuống đau đớn. Cửu Châu nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng hít thở đều đặn, nhưng cơ thể lúc này căn bản không hề nghe lời cậu, không thể cử động được. Ngay lúc này, bóng dáng của con cương thi kia từ cái lỗ nhỏ của thang máy cứ thế chui lên, hướng ánh nhìn kỳ quái về Cửu Châu mà nhe hàm răng trắng tinh mà nở nụ cười. Một lời nói trong tâm trí của con quái vật này cứ thế vang lên, sai khiến nó lấy danh nghĩa mò đích giận mà chiếm lấy cơ thể của thanh niên kia bằng mọi giá. Tuân theo mệnh lệnh này, con quái vật kia lập tức há to cái mồm của mình ra, hai mắt sáng lên rực rỡ. Từ trong khoang miệng của con cương thi này, cả một loạt thứ màu đen trực tiếp chui ra, sau đó bò lên trên cơ thể của Cửu Châu, khiến cho cậu bất giác giật mình thon thót. Cái thứ màu đen kia ngay khi chạm vào thân thể của Cửu Châu, trực tiếp thấm dần vào trong người cậu, chết tiệt. Thế này cậu đi theo tà môn quá đi mất, sức lực của cậu như bị hút dần từng chút một, đầu óc nặng nề quay cuồng.
Ngay khi thứ màu đen khi xâm nhập dần tới khuôn mặt Cửu Châu, đột nhiên đồng tử cậu co lại, thanh niên lập tức nhận ra, cậu là có lá bùa của mèo chín mạng đưa cho mà, có lẽ nào. Bàn tay từ từ cho vào trong túi quần, nơi đó đang có luồng sáng kỳ lạ bao lấy xung quanh. Rất nhanh sau đó, Cửu Châu đã thành công rút lá bùa trong túi quần ra, ánh sáng vàng rực rỡ lập tức thoát ra khỏi bên ngoài, đây chính là hy vọng cuối cùng cho cậu rồi. Ngay lập tức, ánh sáng từ lá bùa tỏa ra liên tục trấn áp thứ màu đen kia đang xâm nhập vào thân thể của Cửu Châu. Lúc này, Cửu Châu liền cảm nhận bản thân có thể di chuyển, hình như lá bùa này là có tác dụng rồi, trực tiếp quay lưng nhìn lại con cương thi kia, bắt nó phải mau chóng cút xuống dưới. Vừa nhìn thấy lá bùa trước mặt, con cương thi này liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cứ thế lùi ra phía sau vài bước. Chớp lấy cơ hội này, Cửu Châu nhanh chóng đá cho cái thứ gớm ghiếc này xuống bên dưới thang máy, sau đó ấn mạnh lá bùa lên cái trán bóng loáng của nó. Khi lá bùa chạm vào da thịt của con cương thi này, lập tức khiến cho nó đau đớn mà hét lớn lên, thảm khốc vô cùng. Không chịu nổi sức mạnh của lá bùa dính trên đầu, con cương thi này liên tục vùng vẫy, cứ thế va phải hai dây điện của thang máy, khiến cho nó đứt đôi ra. Cả cổ cơ thể này của con quái vật mất đà mà lao xuống cùng với cái thang máy đang rơi không kiểm soát. Lúc này, Cửu Châu một tay nắm chắc dây bên trên, đưa mắt nhìn xuống bên dưới, lần này quả nhiên là quá nguy hiểm mà. Đứng tại khe cửa nhỏ này, Cửu Châu dùng hết sức mình mà mở nó ra, sau bao nỗ lực cuối cùng cũng thành công mở cửa. Nhưng vận đen có vẻ không muốn buông tha cho cậu, ngay khi cánh cửa mở ra, cũng là lúc một cái bóng đen xì hiện ra sau lưng Cửu Châu, cậu cũng là bất lực với độ lầy của thứ này rồi. Cánh cửa thang máy bật mở, khuôn mặt một nữ nhân cứ thế hiện ra, không tồi, thật không ngờ là vẫn còn sống. Cửu Châu lúc này hoang mang không hiểu chuyện gì, đối mặt với trợ lý Lý lập tức hỏi cô vì sao lại ở đây, chẳng lẽ là cô ta lo cho cậu sao? Ngay khi Cửu Châu lên được bên trên, cái thứ màu đen bên trong thang máy liên tục tỏa ra một thứ màu sáng kỳ lạ. Nó trợn trừng mắt nhìn về cậu thanh niên phía trước, vậy mà lại dám hủy hoại người hầu của nó, phá hoại trần pháp của nó, vậy mà còn muốn đi ư? Còn đang tiếp chuyện với Cửu Châu, trợ lý Lý lập tức đưa mắt nhìn ra sau cậu, nhanh chóng phát hiện vẫn còn sót một con nữa. Trực tiếp dùng bàn tay tát mạnh vào mặt của Cửu Châu, giúp cậu tránh ra khỏi đòn tấn công của con quỷ kia. Cửu Châu lập tức bị tát lệch mặt, mất đã ngã thẳng xuống, khiến cho quả cầu sức mạnh kia trực tiếp đâm nứt tường. Cùng lúc này, trợ lý Lý không còn kiên nhẫn nữa, cô lập tức vén một bên váy lên, từ trên cặp đùi liền rút ra một con dao gọt hoa quả. Khuôn mặt nữ nhân lập tức đanh lại, ánh mắt hiện lên vài tia sắc lạnh, con quỷ kia không biết điều vậy mà dám đánh lén cô sao, đúng là tự tìm cái chết mà. Khí thế áp bức này của cô gái kia khiến cho Cửu Châu ngồi dưới đất cũng phải sợ thay cho con quỷ kia, khí thế này đúng là đáng sợ quá đi mất. Lúc này, con quỷ trong góc thang máy kia mới vội vàng nhận ra, người phụ nữ trước mặt nó chính là không hề đơn giản một chút nào. Đang trong bầu không khí căng thẳng, tiếng nhạc chuông điện thoại cứ thế vang lên, áng mây đẹp nhất trên trời cao, hãy để tôi dốc lòng giữ người, thật chặt, giữ thật chặt. Thản nhiên đưa điện thoại lên nghe, người gọi điện cho trợ lý Lý chính là giáo sư Lâm. Sau đó xác nhận với ông ta người vẫn còn sống, thi thể chết hẳn rồi, nhưng bây giờ là còn một con khác nhưng đã trốn mất rồi. Đột nhiên, Cửu Châu bên cạnh lập tức thấy cả người choáng váng, sau đó liền hộc máu mồm ra tay. Cứ thế, thanh niên vội vàng đưa tay lên trán giữ thăng bằng cho thân thể, khó hiểu khi nhìn thấy máu trên tay, đầu óc của cậu cứ thế quay cuồng, không thể tỉnh táo, ngay sau đó lập tức gục xuống. Trong lồng ngực của Cửu Châu, trái tim của cậu lúc này đã hiện lên vài tia màu đen, đập lên liên hồi. Lượng hồng cầu bị mấy thứ màu đen lúc nãy bám vào, trực tiếp đi lên trên tim của cậu, tình hình lúc này có vẻ không được an toàn cho lắm. Trợ lý Lý lúc này đưa mắt nhìn về cậu thanh niên đang nằm gục trên đất, tiếp tục thông báo cho giáo sư Lâm bên đầu dây bên kia, tình huống có biến, cô đề nghị chấp hành thanh trừ. Trong tâm trí của Cửu Châu bây giờ liền hiện lên những mảng ký ức kỳ lạ, nơi cuối giường cậu ngủ bao giờ cũng có thứ không sạch sẽ, tiếng gọi tên cậu lần lượt vang lên không ngừng. Cửu Châu lúc nhỏ còn đang ngái ngủ, nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, lập tức dụi dụi mắt mà ngồi dậy, ông là ai, ở phòng của tôi làm gì vậy? Cái thứ không sạch sẽ kia cứ thế phóng ra những luồng khí đen bao quanh Cửu Châu, cậu chính là người đặc biệt. Cái thứ kia liên tục hét lớn, lập trận pháp ngay trên giường của Cửu Châu, tiếp đến há thật to cái mồm mà lao tới, dõng dạc tuyên bố, người này bắt buộc phải giết chết. Ngay khi cái mồm đầy răng nhọn kia lao tới, tiếng thét thất thanh của Cửu Châu vang lên, cứ thế đưa cậu thoát ra khỏi cơn mê, hốt hoảng ỉnh dậy. Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tiếng Hân Hân liền vang lên, hỏi han tình hình của cậu, cuối cùng thì Cửu Châu cũng chịu tỉnh lại. Cửu Châu có chút khó hiểu, vội vàng hỏi Hân Hân đã đến đây lúc nào, còn bây giờ rốt cuộc là mấy giờ chứ? Từ từ đưa khăn tay lên lau những giọt mồ hôi của bạn trai, Hân Hân ôn tồn hỏi han người đối diện có phải là cậu bị ốm rồi không? Ngủ thẳng một mạch từ tối qua cho đến tận trưa nay mới chịu tỉnh. Vội vàng đưa tay ôm lấy nữ nhân vào lòng, Cửu Châu liền nũng nịu, cậu lúc nãy là mơ thấy ác mộng, thật sự là quá đáng sợ đi. Hân Hân cứ thế ôm lấy người bạn trai của mình, liên tục an ủi.
Nhưng lúc này, ánh mắt của Cửu Châu đã va phải cái kéo trên tay của bạn gái, có chút hoảng sợ. Hân Hân lúc này cả người tỏa ra áp bức kinh khủng, tối mặt nhìn về phía cậu trai trước mặt, suýt chút nữa cô quên mất. Cửu Châu là phải giải thích cho cô một chút, tại sao tối qua lại có một mỹ nữ xinh đẹp ngực lớn đi ra từ trong nhà của cậu ra hả? Tiếp đó, nữ nhân phẫn nộ mà cầm mạnh cái kéo xuống giữa hai chân cậu thanh niên, khiến cho cậu sợ tí đái ra quần. Nhớ lại tối qua, trợ lý Lý bế cậu trở về, Cửu Châu lúc này mới vội vàng giải thích, khi cậu mất đi ý thức, hình như là được người ta đưa về. Cô gái đó chính là cố vấn của đội cảnh sát, trong thang máy cậu có lỡ xảy ra sự cố, cô ấy chính là đã cứu cậu một mạng thôi. Hân Hân vội vàng bịp miệng tay thu lại kéo ra sau lưng, nhưng thái độ hoàn toàn không hề tin tưởng. Bạn trai yêu dấu của cô ở trong cái thang máy xảy ra sự cố đó ư, nhưng trên người lại không có một chút vết thương nào cả vậy. Cửu Châu có chút cạn lời, có thể là do cậu may mắn chăng? Lúc này, Cửu Châu mới yên tâm mà ôm lấy Hân Hân vào trong lòng của mình. Cô cuối cùng cũng chịu tin lời mà bạn trai mình nói là sự thật. Có lẽ bạn trai của cô đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy, thân là bạn gái mà không giúp gì được, bố cô cũng nhốt cô ở trong nhà, khó khăn lắm cô mới chạy ra ngoài được. Sau khi đôi uyên ương tâm sự một hồi, Cửu Châu liền tiễn Hân Hân ra xe để cô về. Theo lời hứa cả hai ngày mai sẽ đến Ngọc Thanh Quan ở Nam Sơn, xua đuổi vận xui, còn phải ăn cơm chay ở đó nữa. Cứ thế, Hân Hân vui vẻ mà rời đi, lúc này Cửu Châu mới lấy điện thoại của mình ra xem thông báo. Ngay khi vừa bấm gọi một tiếng, tiếng chuông điện thoại của trợ lý Lý đột nhiên vang lên bên tai. Quả nhiên, cô đã đến chỗ cậu khi cậu chưa kịp gọi rồi, xem ra Cửu Châu đây vẫn còn có chuyện muốn nói với cô. Trợ lý Lý đưa mắt nhìn về cậu thanh niên trước mặt, cô tưởng rằng cái thứ kia sẽ còn xuất hiện, chắc là do cô nghĩ nhiều rồi. Lúc này, Cửu Châu mới từ từ hỏi người đối diện tất cả mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, những quái vật đó có nguồn gốc từ đâu chứ, tại sao lại một hai muốn bám theo cậu không buông. Nhưng trợ lý Lý chỉ lạnh lùng quay mặt đi, Cửu Châu chính là không cần phải biết quá nhiều. Không chịu từ bỏ, Cửu Châu lập tức bám vào vai của nữ nhân kia, không khỏi nở ra nụ cười quái dị, xem ra muốn nữ nhân này mở miệng, cậu phải dùng biện pháp cứng rắn rồi. Chỉ sau một lúc, trợ lý Lý đã được Cửu Châu dẫn đến quán xiên nướng của mình làm chủ, cứ thế bày ra một bàn đồ ăn thịnh soạn. Đây toàn là những món đầu bảng của cửa hàng cậu, nhất là phần thịt lưng, ăn cứ phải gọi là hết nước chấm. Trợ lý Lý hôm nay cứ ăn thoải mái, không cần phải khách sáo với cậu, không đủ cậu sẽ gọi thêm, coi như là cậu đây trả lại cô ơn cứu mạng vậy. Nhưng cô gái kia nãy giờ vẫn vô cùng lạnh lùng, trực tiếp khoanh hai tay lại, cô chính là không dễ hối lộ như vậy đâu. Thấy nữ nhân kia cứng rắn, Cửu Châu nét mặt hơi nghiêm túc, cậu mơ hồ cảm thấy mọi chuyện đều có liên quan đến người bố đã mất của cậu, dù thế nào đi chăng nữa, cậu nhất định phải làm cho rõ. Trợ lý Lý vẫn ngồi đó, khuyên Cửu Châu nên dừng mọi thắc mắc ở đây, hẳn là cậu cũng biết đạo lý thiêu thân lao đầu vào lửa, cậu có chắc chắn là muốn tiếp tục hỏi không? Nhưng Cửu Châu đã chuẩn bị tinh tâm lý rồi, cũng mong trợ lý Lý đây có thể nói cho cậu biết cương thi đó rốt cuộc có lai lịch thế nào chứ. Đó không gọi là cương thi, mà đó gọi là kẻ ăn xác chết. Đó là một chủng loại sinh vật đặc biệt, bọn chúng tôn thờ vua ăn xác chết, mò đích giận, cũng được gọi là quỷ ăn xác chết nghìn mắt nghìn tay. Những kẻ ăn xác chết này đi khắp nơi để bành trướng thế lực của mình, nhằm mục đích hồi sinh vị vua của bọn chúng. Maha giáo chính là giáo phái mạnh trong số các tín đồ của tín ngưỡng ăn xác chết này. Một trong những tín đồ Maha tên là Simon, dạo gần đây đã đến Giang Thành. Simon muốn luyện hóa huyền không của chùa La Hán thành tay sai, nhưng nghi thức lại bị Cửu Châu cắt ngang. Huyền không bị biến thành tàn thứ phẩm, nên Simon mới đuổi theo cậu mãi không thôi, có lẽ là muốn luyện hóa cậu. Cửu Châu nghe tới đây vô cùng bất ngờ, không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Trợ lý Lý lúc này mới từ từ rót ra cốc ít bia. Còn có chuyện quan trọng nhất nữa, Cửu Châu giao đấu với Huyền không hai lần, hắn là đã chú ý tới dòng nước đen chảy trên người hắn ta. Cửu Châu vừa nghe thấy trợ lý Lý nhắc tới nước đen có chút thắc mắc, rốt cuộc nó chính là gì chứ? Cái thứ nước đen đó theo như lời trợ lý Lý giải thích thì hiện giờ lưu truyền rất nhiều phiên bản, ở phương Đông nó được xưng là nước Thái Sơ. Nó nuôi dưỡng vạn vật, cực kỳ hiếm thấy, truyền thuyết kể rằng một ngư dân khi ra khơi gặp phải bão, đã lạc vào một hòn đào hoa đào nở khắp trốn, lần đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của dòng nước đen này. Mà ở phương Tây, nó có tên gọi là Black Goo. Trong thời kỳ cơn sốt vàng năm 1850, nước đen lần đầu tiên lọt vào trong tầm ngắm của giới chính trị gia phương Tây, lần đầu tiên con người tiến hành nghiên cứu về nó. Sau khi trải qua thực nghiệm, nước đen rất có thể chính là căn nguyên của vạn vật. Phòng thí nghiệm ở Derrybird đã thực hiện một nghiên cứu, phát hiện ra rằng cấu trúc của nước đen hoàn toàn không hề có trật tự. Có thể cải tạo gen của vạn vật, hoặc là tiến hóa, hoặc là biến dị. Nó tổng cộng có 7 loại hình, được đánh từ số 1 đến số 7, độ phức tạp càng ngày càng tăng, nhưng năng lực lại càng ngày càng giảm. Sự xuất hiện của loài người có thể là kết quả của dòng nước đen số 7, mà quỷ ăn xác chết lại là số 5. Nếu như Cửu Châu bị nhiễm, tối qua cậu đã bị trợ lý Lý giết chết rồi. Ngày hôm sau,
Cửu Châu cùng với Hân Hân ôm sát lấy nhau đi trên xe đến nơi đã hẹn. Nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cuối cùng cũng coi như là Cửu Châu đã quay trở lại cuộc sống bình thường rồi, khiến cho cậu nhớ lại lúc hẹn hò với Hân Hân. Ngồi trên xe suy nghĩ vẩn vơ, Cửu Châu trong lòng liên tục có một dự cảm không lành nhỉ. Ngay khi suy nghĩ này vừa lóe lên trong óc của Cửu Châu, chiếc xe cũng liền đi qua đường hầm tối. Ngay lập tức, tiếng nói của con quỷ kia lập tức vang lên. Đối diện trước mặt cậu thanh niên này, thân ảnh toàn màu đen của con quỷ kia lập tức hiện ra, nó cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu rồi. Xe lúc này vừa hay đã đi ra khỏi hầm, ánh sáng cũng lập tức chiếu vào, cả hai người cũng đã tới nơi. Hân Hân liền dụi dụi mắt ngái ngủ tỉnh dậy, còn Cửu Châu, ánh mắt liên tục nhìn chăm chăm ra phía sau xe. Thấy người yêu bên cạnh hỏi, Cửu Châu mới từ từ quay người lại, hình như vừa nãy cậu nhìn thấy ai đó. Nhưng trong đường hầm này là không có đèn, tối đen như mực, Hân Hân còn chẳng nhìn thấy gì cả, lấy đâu ra người mà nhìn chứ. Thấy Hân Hân bên cạnh nói vậy, Cửu Châu cũng có chút ngờ ngợ, gãi gãi đầu, có thể là cậu nhìn nhầm rồi à, nhưng cũng có thể, thứ đó vẫn còn đang nhắm vào cậu. Nhưng người thanh niên này đâu có biết, cái thứ đen xì như đít nồi kia đang thoát ẩn thoát hiện trong nơi tối tăm của đường hầm, vừa tìm được cậu đã không kìm được mà bật ra tiếng cười sung sướng. Lúc này, cả hai người liền đi đến chỗ cây nhân duyên, không khỏi phấn khích, theo lời Hân Hân, cả hai lập tức ra đó cầu nguyện. Nhưng Cửu Châu còn chưa kịp đi, một cây phất trần đột nhiên đưa ra trước mặt cậu. Một thầy xem tướng với vẻ ngoài hơi béo liền chĩa thẳng cây phất trần vào người của Cửu Châu. Ông ta là thấy ấn đường của cậu ngả đen, hai mắt lờ đờ, trên đầu có mây đen bao phủ, từng tầng ánh đỏ như ẩn như hiện. Nhưng chưa kịp nói xong, Cửu Châu đã đoán ra được lời này của bị xem tướng kia, sợ là sẽ có nạn đổ mắt sao. Thấy thanh niên kia không để ý tới lời của mình như vậy, ông thầy xem tướng cũng có chút không hài lòng, sao lại cướp lời của bần đạo như thế. Nhưng mặc kệ người này nói gì, Cửu Châu liền nắm lấy tay Hân Hân mà kéo đi. Còn chưa đi được mấy bước, người kia tiếp tục nói thêm, cậu vô tình gặp phải yêu ma, vận may bị cắn nuốt, rơi vào chốn ngục tù, bần đạo là nói không sai chứ. Khi thấy cậu thanh niên kia khựng người lại, người đàn ông kia lại tiếp tục, thêm nữa, cậu có số mệnh cô độc. Cơ thể nhuốm bùn, mặc dù có trận pháp bảo vệ, nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ hồn phi phách tán, trở thành một xác sống biết đi. Cửu Châu lập tức quay đầu lại, còn chưa kịp nói gì, người đàn ông kia đã đưa tới trước mặt cậu một ly nước, trực tiếp tuyên bố, không cần 998, không cần 688, cũng không cần 118. Chỉ cần 38, sản phẩm mới của Ngọc Thanh Quan, một chén trà may mắn, tặng kèm chữ kỹ tay cả Tử Tiêu đạo trường, đảm bảo bình an, tăng hạnh phúc, chỉ cần 38. Cứ thế người kia quay quay cây phất trần, trong chóng che này Nobita, tự tin khoe giá, với giá cả này. Cậu không mua được chịu thiệt, không mua được vào chồng, nhưng lại có thể mua được một phần bình an, có muốn làm một chén không? Thấy hai thanh niên hỏi mình là ai, người đàn ông này không ngần ngại mà xưng lấy quý danh của mình. Thân đạo nhân cậu ta là đại đệ tử đời thứ 27 của Ngọc Thanh Quan, xem tướng nhìn khí nghề, vận thế nhân duyên là sở trường. Chàng trai, dạo gần đây việc làm ăn trong quán không tốt lắm, chỉ cần 38, ly trà may mắn này sẽ cộng thêm cho thân đạo nhân tôi chỉ điểm cho cậu. Hân Hân trong lòng cũng có chút do dự, liền quay sang Cửu Châu mà bảo cậu thử bói một quẻ đi, dạo gần đây quả thật xảy ra nhiều chuyện xui xẻo. Nhưng căn bản Cửu Châu cậu không tin, cũng không muốn lãng phí thời gian cho mấy chuyện vô bổ này. Cứ thế, bỏ lại người đàn ông coi bói kia, cả hai người liền cùng nhau đi tới chỗ cầu nguyện. Đứng nhìn bóng dáng hai thanh niên rời đi, người đàn ông này trên tay thi triển thuật pháp gì đó, cứ thế bắn thẳng lên vành tai của Cửu Châu. Ngay khi thứ kia vừa chạm vào vành tai của Cửu Châu, cậu lập tức giật mình, từ đâu vang lên tiếng nói thầm thì với cậu. Người kia khuyên cậu đừng cầu nhân duyên, cậu mệnh khỏe, nhưng người bên cạnh cậu chính là chịu không nổi đâu, chính là không chịu nổi đâu. Lời nói kia cứ thế văng vẳng bên tai cậu, khiến cho Cửu Châu bất giác quay người nhìn ra phía sau. Trên đường trở về, Cửu Châu vẫn luôn canh cánh về lời nói của người đàn ông kia, chẳng lẽ đạo trưởng đó thực sự là cao nhân sao? Không những thế, anh ta còn mong rằng Cửu Châu cậu rời xa Hân Hân, đừng liên lụy tới cô ấy. Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, một luồng khí đen tứ thế tiền lại gần Cửu Châu, khiến cậu bất giác giật mình tránh ra. Nhưng ngay khi quay lại thì chẳng thấy gì cả, lẽ nào lại là ảo giác sao? Trong đầu cậu dường như có một sợi dây đang căng ra. Cửu Châu vội vàng ôm lấy người con gái bên cạnh, tiện tay bám vào cửa sổ. Cậu chính là cảm thấy có điều gì đó bất thường, chiếc xe này là đang đi đường núi, sao càng đi lại càng nhanh vậy chứ? Ngay lập tức Cửu Châu liền lớn tiếng gọi bác tài mau chóng đi chậm lại, nhưng còn chưa dứt lời, cả xe cứ thế rung chuyển. Hân Hân bên cạnh gọi mãi không tỉnh, cứ thế ngã lên đùi của Cửu Châu mà lịm đi, khiến cho cậu bất giác hoảng loạn. Nhìn những hành khách trên xe cũng không có dấu hiệu tỉnh táo, Cửu Châu lập tức loạng choạng đứng dậy, chuyện này rốt cuộc là gì chứ? Chuyện gì đang xảy ra tại cái xe này vậy? Cùng lúc đó, Cửu Châu lập tức nhận được một tin nhắn từ người lạ với tên mèo chín đuôi kia, nói xe có vấn đề, mau trốn. Nhìn vào tin nhắn của người kia, Cửu Châu bất giác ngơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Từ từ để Hân Hân nằm ngay ngắn trên ghế của xe, Cửu Châu bắt đầu phân tích, rõ ràng tốc độ xe nhanh như vậy, đây là đang chạy đi đâu được chứ? Loạng choạng mà đứng dậy, Cửu Châu lập tức tiến đến chỗ bác tài lái xe, lại như vậy là nguy hiểm quá rồi. Cứ thế, Cửu Châu liền nhanh tay mà mở cửa buồng lái ra, lớn tiếng bắt người đàn ông lái xe này mau chóng dừng lại. Nhưng gọi mãi mà không thấy người này trả lời, Cửu Châu lập tức lớn giọng hơn. Ngay sau đó, người này liền quay đầu lại, hai tròng mắt cái trên cái dưới, cả mặt toàn những gân máu, liên tục ngắc ngứ, nói bản thân khó chịu quá, mệt quá. Vừa nhìn thấy dung mạo của bác tài, Cửu Châu bất giác lùi ra sau mấy bước, tiêu rồi, chắc chắn là tài xế này đã bị khống chế rồi. Ngay sau đó, người đàn ông kia bất giác nhấn phanh xe lại ngay tại khúc cua, khiến cho cả xe rung lắc liên hồi. Cửu Châu đang đứng cũng vì mất đà mà ngã ra, đập mạnh cả người vào cái cửa bên cạnh, trực tiếp ngã xuống. Ngay khi ngã xuống, ánh mắt Cửu Châu lập tức nhìn thấy thân ảnh của Hân Hân cũng đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Mặc dù bị thương, Cửu Châu vẫn cố gắng đứng dậy tiến tới chỗ của bạn gái, liên tục gọi tên của cô. Cùng lúc đó, người tài xế không còn tỉnh táo nữa, liên tục xoay bánh lại, miệng liên tục lẩm bẩm mệt quá, cùng đi chết đi, cùng đi chết đi. Ngay sau đó, chiếc xe ô tô lập tức mất đà, văng thẳng ra khỏi đường lớn, trực tiếp lao xuống vách núi. Ngay lúc đó, Hân Hân theo đà rơi của xe, cứ thế rơi ra phía cánh cửa đang mở, khiến cho Cửu Châu chỉ biết kêu lớn lên. Cùng thời điểm đó, phía khác, cái bát sứ trên bàn cứ thế nứt đôi ra. Trợ lý Lý tay cầm dao chĩa thẳng về phía giáo sư Lâm, mặc dù cả hai người là có hợp đồng, nhưng cũng không có nghĩa là ông ta có thể chơi cô như vậy. Ánh mắt trợ lý Lý trở nên tức giận, cô biết mùi trên người của Cửu Châu đã thay đổi rồi. Vậy nên cô đã đích thân đến phòng thí nghiệm một chuyến, phát hiện ra giáo sư Lâm này là làm giả kết quả kiểm tra DNA. Khi bị trợ lý Lý đọc vị ra được, giáo sư Lâm lập tức ấp úng, ông chỉ muốn cứu chàng trai trẻ này thôi. Nữ nhân này lập tức quay lưng rời đi, cô chính là không hề quan tâm, sau đó liền bị giáo sư Lâm ngăn lại, hỏi cô vẫn muốn đi giết cậu ta sao. Cô gái này đanh mặt lại nhìn về lão già phía sau, ý nghĩa sống của cô chính là giết hết những kẻ ăn xác chết, mà Trịnh Cửu Châu chính là không thể cứu nữa rồi. Tại vách núi, chiếc xe ô tô đã nằm yên vị ngay bên dưới, trong xe chỉ còn một mình Cửu Châu còn tỉnh táo, cứ thế cậu liền bám mạnh vào hàng ghế đã bị lật tung theo xe. Cả cơ thể Cửu Châu đau đến rã rời, xương cốt cả người như thế gãy ra hết vậy. Nhìn về cơ thể của Hân Hân ở góc nọ, Cửu Châu lập tức chạy tới, đỡ lấy người của cô dậy, cũng may là bị thương không nặng, chỉ bị ngất đi mà thôi. Còn chưa kịp kiểm tra kỹ hơn cho bạn gái, đột nhiên có tiếng người kêu cứu, một thanh niên trên người bị thương nặng trực tiếp bỏ ra. Nhưng còn chưa kịp làm gì, cả người đã bị thứ gì đó kéo lên cao, tiếng kêu thất thanh cứ thế vang lên. Cái xác của người này lập tức bị quăng lên nóc xe, máu tươi cứ thế đổ ra, trực tiếp rơi đến trước mặt Cửu Châu, khiến cậu không khỏi thảng thốt. Tiếp sau đó, cái thứ màu đen kia liền phóng tới, túm lấy đầu của Hân Hân, ngay sau đó lập tức lôi mạnh cô ra. Thấy bạn gái bị lôi ra, Cửu Châu lập tức chạy tới, liên tục lớn tiếng gọi tên cô, nhưng tiếc rằng lại chậm tay hơn thứ kia một chút. Ngay sau đó, cái thứ kia cũng bám vào áo của cậu, trực tiếp nhấc Cửu Châu lên cao, dính chặt vào cái mạng nhện khổng lồ. Cửu Châu vừa mới định hình lại, lập tức nhìn thấy tên đàn ông đang đi trên cái mạng nhện khổng lồ này, nhìn cậu mà nở ra nụ cười quỷ dị, thật là mê người. Cửu Châu vừa nhìn thấy tên đàn ông kia lập tức nhận ra, hắn chính là Simon. Tên này cứ thế nhếch miệng lên, xem ra là người phụ nữ thích lo chuyện bao đồng lần trước đã nói cho cậu rồi. Ngay sau đó, Simon liền kéo mạnh sợi tơ trên tay, trực tiếp kéo một người thanh niên lại gần mình, mặc cho Cửu Châu liên tục lớn tiếng ngăn cản hắn. Chỉ sau một lúc, thân xác của thanh niên kia liền khô quắt vào, cắn nuốt, có thể khiến cho bọn hắn biến ra vô số năng lực. Ăn thịt lại càng có thể tăng cường sức mạnh, trở thành tay sai của quỷ ăn thịt người để có được sức mạnh của tín ngưỡng đi. Cứ thế, Simon bóp mạnh cổ của người kia trực tiếp rút cạn sinh khí của cậu ta. Cửu Châu lập tức hét lớn, bảo hắn cứ nhắm vào mình, thì sau đó, tên kia nhanh chóng đã xuất hiện trước mặt cậu, đừng sốt ruột, sớm muộn gì cũng sẽ tới lượt của Cửu Châu thôi. Nhảy vụt xuống bên dưới, Simon vồ lấy thân thể của Hân Hân, hôm nay không có ai có thể cứu được Cửu Châu một lần nữa đâu. Thế nhưng cô gái này phải ở trước mặt Cửu Châu, bị trói chặt ở bên cạnh, ánh mắt của Cửu Châu càng lúc càng hoảng loạn khi tên kia nhắm tới Hân Hân, nhưng hiện giờ căn bản cậu không qua đó được. Ngay khi tên Simon kia vừa há mồm ra định cắn vào cổ của Hân Hân, tiếng Cửu Châu vội vàng cất lên, yêu quái nhện, cái tên mo cái gì đích giận là đại ca của anh có phải không? Tối qua Cửu Châu đã mơ thấy ông ta rồi, dáng vẻ đó, sao mà mấy người có thể tôn thờ một cái thứ ghê tởm như thế chứ, không thấy bẩn thỉu à? Vừa thấy Cửu Châu nhắc tới người kia, Simon lập tức quay ngoắt lên, nhãi danh kia đừng hòng chọc tức được hắn, sao thần có thể tiến vào lĩnh vực tinh thần của cậu được chứ? Nhưng Cửu Châu chỉ khẽ nhếch miệng cười khẩy, cậu không lừa hắn, cái tên đó cả đầu đều là xúc tua, cả gương mặt xấu xấu bẩn bẩn.
vừa nhìn đã biết ăn nhiều thực phẩm rác quá, đầu óc phát triển không bình thường, xấu đến mức vượt xa cực hạn tưởng tượng của con người luôn. Lời khiêu khích này lập tức khiến cho tên đàn ông kia tức điên lên, hai mắt đỏ lựng nhìn về phía Cửu Châu. Cùng lúc đó, Cửu Châu vừa khiêu khích tên kia, nói bản thân đã cắt hết xúc tu của hắn mà nướng lên chấm tương ớt mà ăn rồi. Dù hơi xấu nhưng kết cấu khá ngon đó, tay cầm theo mảnh kính cứ thế cắt đứt mạng nhện. Đột nhiên Cửu Châu có chút bất ngờ, tên kia vậy mà điên tiết phóng một đám sức mạnh màu đen về phía cậu, hắn không cho phép ai có thể sỉ nhục thần linh của hắn. Muốn từ từ giày vò cậu, để rán đẻ trứng vào trong bụng của cậu, để sâu bọ gặm nhấm nội tạng cậu, khiến cho cậu sống không bằng chết, hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Cứ thế, tên kia liền vung Cửu Châu ra, chớp lấy thời cơ, cậu liền cắt đứt đám mạng nhện trên người, trực tiếp thoát ra, vung mạnh mảnh kính lên. Nhưng ngay khi Cửu Châu tiến lại gần, tên kia lại nở ra nụ cười đắc chí, từ người hắn mọc ra mấy cái chân nhện nhọn hoắt, trực tiếp đâm xuyên qua người của cậu thanh niên này. Cậu thật sự cho rằng có thể làm bị thương hắn sao? Nhớ kỹ, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, Cửu Châu chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Tình hình bây giờ, Cửu Châu giống như một con chim xa lưới, lần này quả nhiên là Tư Tùng thật rồi, là cậu đã liên lụy tới mọi người, cậu không cứu được bất kỳ ai cả. Cứ thế, Cửu Châu liền rơi xuống bên dưới, trực tiếp ngã xuống đất. Lúc này, cậu cảm giác như xương cốt toàn thân đều vỡ vụn rồi, căn bản không thể cử động được nữa. Cửu Châu hiện tại chỉ muốn hỏi tên đàn ông kia, tại sao hắn lại muốn hại người chứ? Nhưng mấy lời này đương nhiên không lọt vào tay của Simon. Hắn xoay người đưa tay lên, hướng đám tơ đen trên người về phía người con trai phía trước. Loại con sâu cái kiến như Cửu Châu thì sao có thể hiểu được chứ? Kế hoạch sống vĩ đại cần phải có nguyên liệu, có thể trở thành nguyên liệu. Simon hắn là đang ban phát vinh hạnh cho mấy người ở đây đấy. Đối mặt với tên đàn ông máu lạnh kia, Cửu Châu hình dung về việc giết chóc một cách đường hoàng như vậy, gương mặt ghê tởm này, nhưng cậu có thể làm gì được chứ? Cả cơ thể Cửu Châu chìm vào trong một vùng nước, nhìn bóng dáng Hân Hân đang dần chìm xuống, cứ thế biến thành vũng máu ngay trước mặt. Phẫn nộ đi, thiêu đốt đi, một ngọn lửa đỏ đột nhiên bùng lên, quấn quanh cơ thể Cửu Châu, ở trong lửa lớn đạt được vĩnh hằng. Như được tiếp thêm sức mạnh, Cửu Châu đang nằm thoi thóp dưới đất, lập tức vùng lên, đánh mạnh vào cánh tay của tên kia, trực tiếp chặt đứt cánh tay này của hắn. Simon lúc này vô cùng kinh ngạc, có hơi lùi ra sau, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía thanh niên trước mặt. Sao có thể chứ, Cửu Châu đã biến thành kẻ ăn xác chết rồi ư? Nhưng khi Simon đưa ánh mắt nhìn về khuôn mặt đang rực lửa của Cửu Châu, lập tức phản bác lại những điều bản thân đã nhận định, không đúng, nếu như Cửu Châu kia biến trở thành kẻ ăn xác chết. Cậu không thể nào phản kháng lại ý chí tinh thần của hắn được, trong cơ thể cậu vẫn còn một thứ khác nữa, rốt cuộc thanh niên này là có lai lịch gì chứ? Thấy tên đàn ông kia lúc này rối loạn vô cùng, Cửu Châu vai đưa ra, quấn lấy ngọn lửa đang phùng phùng trên tay, cậu, Trịnh Cửu Châu. Một nhân viên cứu hỏa bình thường đã xuất ngũ, là ông chủ kiêm đầu bếp của một cửa hàng xiên nướng, mặc dù không biết cơ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện giờ cậu chỉ muốn đè tên đàn ông này xuống đất, sau đó đánh hắn một trận nhớ đời, mãi mãi không quên được ngày hôm nay. Ánh mắt bùng lên ngọn lửa nhỏ, Cửu Châu thu tay thành quyền, sau đó xoay vai mà lấy đà, trực tiếp lao tới trước mặt tên kia, hãy chết đi. Trong khi tên Simon kia đã hoảng hốt tột độ, còn tưởng bản thân hắn sắp ngỏm rồi, Cửu Châu đang lao tới đột nhiên trẹo chân, sau đó ngã chổng vó xuống đất. Vừa nãy cả người cậu cảm giác được một nguồn lực lượng kỳ lạ xông lên, nhưng bỗng dưng hình như lại xung đột với một luồng hơi thở nóng rực, lực lượng bỗng dưng biến mất hết rồi. Nhìn về đôi chân đang mất đi sức lực, Cửu Châu vô cùng tức giận, rốt cuộc là đang có chuyện gì vậy chứ? Nhìn thấy người thanh niên kia đột nhiên ngã xuống, khuôn mặt của gã đàn ông này lập tức bật cười, ánh mắt sắc lạnh mà nhìn về phía Cửu Châu. Cánh tay đã đứt lập tức được hắn thu lại, xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi, tốn nhiều thời gian như vậy, cũng là nên kết thúc thôi. Dẫm mạnh lên khuôn mặt đẹp trai người người của Cửu Châu, Simon chính là sắp kết thúc cuộc chiến không cân sức này, chuẩn bị lên chầu ông bà đi chàng trai trẻ ạ. Bàn chân kia ấn mạnh đầu Cửu Châu xuống đất, khiến cho cậu không thể nào cử động được, hướng ánh mắt căm phẫn nhìn lên tên đàn ông kia, nghiến lấy răng mà không thể làm gì được hắn. Trong lúc hai người đàn ông đang quyết toán với nhau, đột nhiên từ phía sau, có thứ gì đó phóng tới, lao thẳng về chỗ của tên Simon kia. Cả ánh mắt của Simon và Cửu Châu lập tức bất ngờ trước thứ đang xuất hiện trước mặt mình hiện tại. Một con thỏ đen với mỗi nửa thân là một màu, trực tiếp lao tới chỗ hai người bọn họ. Trên hai cái tai nhỏ kia, cứ thế hiện ra những cái lỗ nhỏ tí, ngay sau đó từ tay lập tức phát sáng, phóng đạn tấn công tên đàn ông xấu xa kia. Sau màn phục kích này, Simon lập tức nhảy vụt ra phía sau, vội vàng lấy tay đưa lên trên mũi mà chắn. Xung quanh hắn lúc này nơi nào cũng toàn là những đốm sáng li ti của con thỏ kia lúc nãy vừa phóng ra. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay không người lái mini sai đột nhiên bay lòng vòng trên đầu của Cửu Châu. Vừa xác nhận được cậu còn nằm trên đất, từ trong chiếc máy bay không người lái này trực tiếp cất lời hỏi han liệu cậu còn sống không, chết là thôi đấy. Cửu Châu toàn thân cứng ngắc, chỉ có thể nằm yên bất động trên mặt đất,
cậu chỉ có thể di chuyển được cái mồm và đôi mắt của mình. Vừa nghe được giọng nói này từ chiếc máy bay kia, Cửu Châu lập tức nhận ra, giọng nói này còn máy bay không người lái, người kia quả nhiên là mèo chín mạng mà, mèo chín mạng chả lẽ là một người máy ư? Thấy cậu trai trẻ này sắp ngỏm củ tỏi mà vẫn ngu ngơ như vậy, mèo chín mạng thông qua cái loa trên máy bay không người lái, trực tiếp hét lớn, con thỏ kia tên là Tiểu Phi, là vũ khí của bản tiểu thư cô, nó là vũ khí chứ không phải là cô. Cửu Châu lúc này mới từ từ nhấc thân trên của mình lên mà muốn nhìn về phía con thỏ tên Tiểu Phi kia. Những thứ bay ra vừa nãy không phải là châm độc đấy chứ, cậu cũng là trúng chiêu rồi sao? Cùng lúc đó, tên Simon há to cái miệng của mình, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng cái thứ gì đó. Không biết tí nữa có ổn lòi lìa không, nhưng trước mắt, hắn chính là có thêm được sức mạnh. Ngay sau đó, tên đàn ông này liền đưa một cánh tay lên, luồng sức mạnh màu đen xì cứ thế hiện ra, bây giờ chính là lúc để cho hắn phô trương thanh thế rồi. Cửu Châu ngước lên nhìn về phía tên đàn ông đang triệu hồi vũ khí kia, sức mạnh hắc ám khổng lồ liên tục bao quanh hắn. Lúc này mèo chín mạng lại tiếp lời, hỏi Cửu Châu xem cậu có muốn sống nữa không. Nhưng có vẻ câu hỏi này hơi thừa rồi, không muốn sống thì Cửu Châu cũng không cố gắng chống lại tên kia như thế này đâu, đương nhiên là muốn sống rồi. Từ một góc khác của khu rừng, một thiếu nữ với cái máy trên tay, cầm chắc súng trên tay, nhắm bắn chuẩn xác, tiện lời nói Cửu Châu mau chóng cúi xuống. Lúc này, tên Simon kia cũng đã thành công triệu hồi được thứ vũ khí của hắn, cả hai con mắt đen kịt làm lộ ra con ngươi màu đỏ như máu. Lần này ai cũng không cứu được Cửu Châu nữa đâu, mày sắp chết rồi con trai ạ. Cùng lúc đó, từ căn biệt thự trong rừng, một viên đạn lập tức được bắn ra ngay trên tầng của ngôi nhà. Cũng vừa hay Simon cũng vừa dùng hết sức mà ném mạnh cái thứ vũ khí sắc nhọn như giáo thương kia về chỗ Cửu Châu. Còn Cửu Châu cậu lúc này chỉ nghe được mèo chín mạng nói bản thân cúi đầu, tuy không hiểu cô ta muốn làm gì, nhưng cậu vẫn là làm theo, mặc cho cái thương đen xì kia của Simon đang lao tới, cứ thế cúi gằm cái đầu xuống. Ngay khi thứ vũ khí của Simon kia lao tới, định kết liễu Cửu Châu, cũng là lúc mà viên đạn thần kỳ của mèo chín mạng phóng tới, trực tiếp đẩy bay thứ kia ra, trực tiếp phá tan thương của tên kia. Cứ thế vun vút về phía tên đàn ông đang ngơ người hướng mắt nhìn về phía trước. Chỉ trong chưa đầy vài tích tắc, viên đạn kia thành công đâm xuyên qua đầu của Simon, lập tức khiến hắn gục ngay tại chỗ, cứ thế đổ cả thân thể ngã ra phía sau, trực tiếp lìa đời. Cửu Châu lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía tên đàn ông không đầu đang nằm vật ra đất, không khỏi khiến cho cậu thanh niên này kinh ngạc tột độ. Mèo chín mạng, rốt cuộc cô là thần thánh phương nào vậy? Thân ảnh thiếu nữ ngồi thản nhiên trên ban công, từ từ nói qua máy truyền âm thanh trên tai. Cô chỉ là một người dân nhiệt tình hơn mức bình thường mà thôi, sau đó liền chào tạm biệt với cậu trai bên kia, cô chính là đã hết việc rồi. Lúc này, Cửu Châu đang khó khăn khiêng từng người một đi ra, kiên trì một chút, xe cứu hộ đang đi trên đường tới đây rồi. Nhưng bên vai vác thêm một người, Cửu Châu bỗng chốc thấy cả đầu đau nhói, từ trong miệng không khỏi nôn ra máu tươi. Sau khi đưa tất cả mọi người ra nơi an toàn, Cửu Châu lúc này mới an tâm trượt toàn thân thể ngồi xuống bên cạnh Hân Hân. Đột nhiên một tiếng nói vang lên khiến cho Cửu Châu bất giác giật mình, vội vàng quay đầu lại. Trợ lý Lý từ đâu xuất hiện ở nơi đây, hỏi Cửu Châu là đã giết Seymour rồi sao? Nhưng cô cũng rất nhanh tự phủ nhận lời này của mình, đưa ánh mắt nhìn vào lỗ hổng trên thân cây, cô có thể dễ dàng đoán ra nơi này là còn người khác nữa. Vừa thấy trợ lý Lý xuất hiện ở nơi đây, Cửu Châu vô cùng vui mừng, dùng hết sức cầm lấy thanh gỗ bên cạnh người mà chống toàn thân dậy. Tốt quá, cô đến đây thật đúng lúc. Cứ thế, bóng dáng chàng trai trẻ chống gậy khó khăn mà đi vào trong xe, cậu muốn trợ lý Lý giúp cậu một chuyện này. Cô gái kia cứ thế đưa ánh mắt quan sát lấy thân ảnh của người thanh niên kia, đứng từ xa nhìn cậu bị thương như vậy mà vẫn còn đủ tỉnh táo để kéo người trong xe ra. Quả nhiên không hổ là kẻ ăn xác chết, xương cốt cả người đều gãy hết rồi, nhiều nơi nội tạng đã chảy máu, vậy mà vẫn có thể cử động được, đúng là quá xuất sắc à. Ánh mắt nữ nhân này cứ thế ánh lên vài phần thâm trầm, bàn tay khẽ rút ra cái dao nhỏ sắc nhọn, cô đương nhiên là phải giúp Cửu Châu cậu rồi, cô đến đây là để giúp cậu mà. Cầm chắc dao nhọn trong tay, trong tâm thức của trợ lý Lý, tên này nhất định cô không thể giữ lại được. Ngay khi bàn tay cầm dao vung lên, còn một chút nữa là trợ lý Lý ra tay kết liễu Cửu Châu, đột nhiên cả người nữ nhân này khựng lại, ánh mắt có chút sững sờ. Cửu Châu lúc này vẫn chẳng hay biết gì cả, cứ thế ngồi vào trong khoang xe mà xé mấy mảng mạng nhện của Simon ra, từ bên trong lấy ra một con gấu bông nhỏ. Bác tài ở kia cậu sợ là không chống đỡ được nữa rồi, người đó đã nói với cậu rằng đây chính là quà sinh nhật mà ông ấy mua cho con gái của mình. Đưa ánh mắt thương xót nhìn vào con gấu bông nhỏ trên tay, nếu như Cửu Châu cậu không được, cậu cũng cảm nhận được bản thân không xong rồi. Thì trợ lý Lý nhớ hãy giao cho cô bé đó món quà này, bé con trải qua sinh nhật một mình, đáng thương lắm. Cánh tay cầm dao của trợ lý Lý có chút run lên, ánh mắt cô trợn trừng nhiều tâm sự, tên nam tử kia sắp chết tới nơi rồi, vậy mà vẫn còn nghĩ đến những chuyện không quan trọng này ư. Đưa vài nhát dao cắt đứt mạng nhện, con gấu bông nhỏ cứ thế rơi vào tay của trợ lý Lý. Ngay sau đó,
Cửu Châu liền yên tâm, trực tiếp ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, cậu là làm phiền cô rồi. Thân ảnh người con trai lập tức ngã xuống, phía sau lại là ánh mắt có vài phần lay động của nữ nhân kia. Sáng hôm sau, tại bệnh viện, tiếng tivi trên tường vang lên giọng nữ người dẫn bản tin về vụ việc hôm qua. Vào 18 giờ ngày hôm qua, trên tuyến xe buýt số 52 đã xảy ra một vụ tai nạn, khiến 2 người chết và 5 người bị thương. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tiếng bước chân của bác sĩ bước đi ngày càng nhanh, giường số 3 là bệnh nhân trong vụ tai nạn xe cộ ngày hôm qua. Anh ta bị gãy xương khắp người, cột sống bị biến dạng nghiêm trọng, xương sườn bị lệch đâm vào tâm nhĩ phải, xuất huyết nội sọ nghiêm trọng. Tóm lại thì, người thanh niên kia là không thể cứu được nữa, lần này vị bác sĩ kia chủ yếu là mọi người đến để học tập một chú, làm thế nào để an ủi quan tâm một người bệnh lúc lâm chung. Nhưng khi vị bác sĩ này mở cửa ra, lập tức đã bị thân ảnh thanh niên đang tập chống đẩy trong phòng làm cho kinh ngạc tột độ, chẳng lẽ là đi sai rồi sao? Nhưng sau một hồi quan sát, rõ ràng người kia chính là Trịnh Cửu Châu mà. Cửu Châu còn đang chống đẩy thấy có người gọi tên mình, thản nhiên mà nhìn về phía bác sĩ xác nhận bản thân cậu là Trịnh Cửu Châu. Sáng sớm cậu tỉnh lại là đã thấy khỏe nhiều rồi, y tá thấy cậu có thể xuống giường, đề nghị cậu làm vật lý trị liệu thích hợp để mau chóng hồi phục đó. Nhìn thấy bệnh nhân đột nhiên khỏe mạnh, vị bác sĩ kia lập tức vò đầu bứt tai, sao có thể chứ, hôm qua người đã sắp chết đến nơi rồi, hôm nay đã có thể ở đây chống đẩy ư. Nhưng rất nhanh, vị bác sĩ này liền ho lên vài tiếng, nói Cửu Châu nghỉ ngơi trước đi, đây chắc chắn là sai sót của bác sĩ ngày hôm qua, ông ta là đi xác nhận lại một chút. Nhưng khi quay người đi, một y tá không nhịn được mà nói, không phải hôm qua cũng là bác sĩ kiểm tra sao. Nhưng lời này lập tức bị bác sĩ kia chặn lại, ông ta hoàn toàn biết, nhưng sai sót lớn như vậy, bệnh nhân khiếu nại thì làm sao đây chứ? Cửu Châu ngồi trên giường vẫn thơ thẩn, bác sĩ, nói thầm cũng không cần phải lớn tiếng như vậy, cậu cũng là nghe thấy hết cả rồi. Đột nhiên, Cửu Châu lập tức nhận ra, đây không phải là khoảng cách mà người bình thường có thể nghe được. Cứ thế, những âm thanh hỗn tạp khắp xung quanh bệnh viện cứ thế chui vào trong tai của Cửu Châu, bất giác khiến cho cậu choáng váng. Thính giác trở nên nhạy bén hơn nhiều, chắc chắn là có liên quan tới tốc độ hồi phục của cơ thể. Nhưng Cửu Châu không muốn suy nghĩ nữa, cứ thế cậu liền đi ra bên ngoài cửa, dù sao bản thân vẫn còn sống là được, cậu phải đi xem tình hình của Hân Hân cái đã. Còn đang định đi tìm phòng của bạn gái, Cửu Châu lập tức nghe thấy tiếng người, nhanh chóng núp sang một bên. Một người đàn ông đang thầm thì cái gì đó với hai người khác, nói bọn họ yên tâm đi, Trịnh Cửu Châu hiện giờ đã là một người tàn phế, cậu ta không thể nào ở bên con gái của ông được nữa. Sau đó liền nói với thanh niên kia, cậu thật lòng thật dạ với Hân Hân, còn sắp xếp bác sĩ tốt nhất cho nó nữa, lần này có thể bình an sống sót, đều là nhờ công của người kia. Tên thiếu gia Lâm thiếu kia đưa mắt nhìn về phía bố của Hân Hân, lập tức nở ra nụ cười không mấy đứng đắn, chú à, sau này gọi cháu là Gia Phong là được. Cửu Châu đứng một bên đã nghe hết được cuộc nói chuyện của hai người, trong lòng có chút phức tạp. Hân Hân đã từng nói với cậu, có một công tử nhà giàu theo đuổi cô ấy mà, xem ra chính là người thanh niên kia rồi. Không những thế, vị đạo trưởng lúc trước cậu gặp cũng có nói, suy đi tính lại Cửu Châu là thấy cũng đúng. Cậu mà cứ dây dưa với Hân Hân nữa, sợ rằng sẽ hại chết cô ấy mất, nhưng suy cho cùng, vẫn cứ đi thăm cô ấy một chút vậy. Ngay khi mấy người kia định rời đi, tên vệ sĩ của Lâm thiếu kia lập tức ra dấu cho hắn nhìn về phía trước, người trước mặt kia chính là Trịnh Cửu Châu. Vừa nhìn thấy Cửu Châu, tên thiếu gia kia lập tức nghiến răng tức điên lên, cứ thế tay nắm thành quyền mà đấm mạnh vào tường, ngay sát mặt Cửu Châu. Lúc này, Lâm thiếu kia không kìm được cơn phẫn nộ trong lòng, lập tức mắt to mắt nhỏ, nhếch cái miệng của mình lên mà lớn tiếng với người con trai trước mặt. Đúng thật là cậu sao, Trịnh Cửu Châu, chuyện gì thế này, hôm qua khi vào bệnh viện, ngay cả nửa cái mạng cũng chẳng còn, ngày hôm qua đã rời khỏi rồi ư. Nhưng Cửu Châu vẫn rất bình tĩnh nhìn về tên thiếu gia sắc láo kia, điều này không quan trọng, cái cậu muốn biết chính là tình trạng của Lý Hân Hân hiện giờ ra sao rồi. Nhưng với cái tên thiếu gia kia mà nói, cái tên họ Trịnh này, cậu với Lý Hân Hân vốn không hề môn đăng hộ đối, ở bên nhau chỉ tổ bị trời phạt thôi, nhìn đống chuyện mà cậu gây ra xem. Cứ thế, tên thiếu gia kia lập tức đưa ngón tay trỏ của mình lên mà định chí vào trán của Cửu Châu, hắn cảnh báo cậu lần cuối, nếu như còn lại gần Lý Hân nữa, hắn sẽ để cậu sống không bằng chết. Nhưng rất nhanh, Cửu Châu đã vung tay lên hất phăng cánh tay này của tên kia ra, cậu chỉ muốn xác nhận sự an toàn của Hân Hân thôi, nếu như tên này không nói, cậu sẽ tự mình đi xem. Lời này lập tức khiến cho tên Lâm thiếu kia không khỏi tức điên lên, Cửu Châu là cái thá gì mà dám động vào người của hắn chứ. Cứ thế, tên thiếu gia này liền vung chân lên trực tiếp đạp mạnh vào người của Cửu Châu, khiến cậu đập mạnh người vào tay vịn của cầu thang. Không để cho Cửu Châu kịp phản ứng, tên Lâm thiếu kia tiếp tục nắm lấy cổ áo của cậu, hắn nói rồi. Cửu Châu không được phép lại gần Lý Hân Hân nữ, cô ấy là đồ của hắn, còn lời này của hắn chính là mệnh lệnh. Nhưng Cửu Châu chỉ khẽ nhếch miệng cười đều, nếu như cậu cứ muốn thế thì sao chứ? Ngay lập tức,
Cửu Châu đã chọc cho con chó điên trước mặt càng điên cuồng hơn, cứ thế thẳng chân mà đạp thẳng Cửu Châu xuống dưới cầu thang, trực tiếp muốn giết chết cậu, khiến cho cậu không chết thì làm thành một tên tàn phế đi. Ngay khi thành công đá bay Cửu Châu xuống dưới cầu thang, tên vệ sĩ của tên Lâm thiếu này lập tức cúi xuống lau giày cho hắn ta. Nhìn xuống những bậc cầu thang tối đen như tương lai sắp tới của hắn, tên thiếu gia này liền phân phó cho vệ sĩ của mình, chờ chút nữa gọi người đến, nói là cái tên này không cẩn thận ngã xuống cầu thang. Nhưng lúc này, Cửu Châu ánh mắt đỏ ngầu nhìn về tên thiếu gia kia, hình ảnh này làm cho hắn không khỏi thỏa mãn, chỉ là một con kiến mà thôi, hắn muốn bóp chết lúc nào thì bóp lúc đấy. Đột nhiên, cả người Cửu Châu tỏa ra khí tức chết người, trực tiếp bám tay vào tay vịn cầu thang mà đứng dậy. Hành động này lập tức khiến cho cả hai tên đàn ông phía trên vô cùng hoảng hốt, sao vẫn có thể đứng dậy được chứ? Cửu Châu lập tức đứng phát dậy, toàn thân tỏa ra khí đen, cậu chính là một con kiến. Hai con mắt Cửu Châu mở trừng ra, để lộ ánh đen trong lòng đỏ của mắt, trực tiếp lao tới tên thiếu gia đang sợ đái ra quần kia, cứ thế thách thức hắn thử bóp chết con kiến này xem thử. Ngay sau đó, một cú đấm ngay mặt của tên Lâm thiếu được vung tới, trực tiếp đẩy hắn văng ra sau, đập mạnh vào tường. Lúc này, tên thiếu gia kia ngồi dưới đất mà nhìn lên bóng dáng người kia, sợ hãi liên tục kêu cứu. Cửu Châu lúc này vô cùng bình thản, chẳng lẽ nhỏ bé thì nên để mặc người khác làm gì mình thì làm sao? Cứ thế, Cửu Châu phẫn nộ nắm lấy đầu của tên thiếu gia kia mà gằn lên từng chữ, nếu đã vậy, chi bằng cậu cũng chết thử xem. Đưa khuôn mặt sưng vù của mình lên, tên Lâm thiếu kia hoảng sợ vô cùng, đối diện với thanh niên đáng sợ này, hắn chỉ có thể kêu cứu, cứ thế hét lớn lên cầu cứu, bất giác đã thu hút được những người xung quanh nghe thấy. Lúc này, Cửu Châu chuẩn bị tiễn đưa vong hồn tên này đi xa mãi, phía bên cạnh, tiếng các y tá vội vàng chạy tới. Cùng với đó là tiếng cầu xin của tên thiếu gia kia, chưa bao giờ hèn hạ đến như vậy luôn. Nhưng khi nắm đấm chuẩn bị đánh vào cái mặt vừa xấu lại còn đang khóc nhè kia, đột nhiên Cửu Châu liền gục xuống, phía sau lưng chính là đôi chân của trợ lý Lý. Cô mới chỉ rời đi có 10 phút, thế mà đã gây ra chuyện rồi, cái tên này, giết chết vẫn là yên tâm nhất. Cứ thế, trợ lý Lý liền nhấc bổng cả người Cửu Châu lên, bế cậu rời đi, còn để lại tên thiếu gia đang sợ run người, cứ thế ngồi sụp xuống đất. Ngay sau khi biết bản thân vẫn còn gáy được, tên thiếu gia kia lập tức gáy to hơn, liên tục chửi rủa Cửu Châu. Ở đây lại dám đánh hắn, phô trương thanh thế, có biết bố hắn là ai không, cậu ta là chết chắc rồi. Nhưng bố mày là ai cóc thèm quan tâm, trợ lý Lý lập tức cất lên thanh âm giận người, quát tên kia im cái mồm như đít vịt của mình vào. Sau đó liền từ từ quay đầu nhìn lại, phế vật mãi chỉ là phế vật, mãi chẳng thế ngóc lên được, lau sạch quần đi rồi hẵng có cửa chửi ai thì chửi. Cứ thế, tên thiếu gia này lập tức nhìn xuống đũng quần đang đẫm nước của mình, không khỏi xấu hổ. Ngay sau đó trong tiếng cười của mọi người trong đây, cả hai tên đàn ông vội vàng chạy đi, tốc biến nhanh không thẹn quá, đúng là quỷ nhát gan tè ra quần rồi. Trong một khoảng ký ức lùa về, tiếng gọi của đứa em gái cứ thế vang lên, ngay sau đó, cô bé liền đẩy cửa bước vào, nói trong nhà có nhiều người đến lắm. Cửu Châu lúc này liền chạy đến bên em gái, cứ thế xoa đầu cô bé mà an ủi, hứa sẽ bảo vệ cô, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Bố của bọn họ là có chút kỳ lạ, đứng núp sang bên cửa, Cửu Châu lập tức ra dấu nói em gái lặng yên. Từ trong cánh cửa phòng của bố mẹ, Cửu Châu loáng thoáng nghe được tiếng cãi vã của hai người. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, bỏ lỡ cả ngày hôm nay, cả đời này sẽ không còn cơ hội đâu, chỉ có người của gia tộc mấy người mới có thể sao. Thần chỉ thị cho tôi rồi, đột nhiên cánh cửa phòng bật mở ra, khiến cho Cửu Châu thoáng chốc không phản ứng kịp. Đưa mắt nhìn lên, cậu va phải ánh mắt sắc lạnh của bố, ông ta cứ thế nở nụ cười với cậu, một nụ cười đáng sợ đến gai người, khiến cho cả hai anh em bất giác lùi ra sau hoảng sợ. Lúc này, bàn tay của mẹ đưa tới, ân cần hỏi han cả hai, sau đó liền bảo cả hai rời đi. Nhưng ngay khi Cửu Châu quay đầu nhìn lại, ánh mắt của bố và mẹ đều có gì đó khác thường, từ trong phòng tối còn có thêm mấy đôi mắt sáng đang hướng về phía hai anh em cậu. Lập tức, cậu bé giật mình hoảng sợ, buông lấy bàn tay của em gái, cứ thế chạy trước. Cứ thế, tiếng gọi của người em vang lên trong tâm trí Cửu Châu, một khuôn mặt không lành lặn lập tức hiện ra trước mắt cậu, không ngừng gào thét, anh đã từng nói là sẽ bảo vệ em mà. Hai mắt bất giác bật mở ra, cả người Cửu Châu lúc này đầm đìa mồ hôi, cứ thế cậu thành công thoát ra khỏi cơn ác mộng của bản thân. Lúc này, thân thể thanh niên nằm dài trên đất, bên cạnh chính là giáo sư Lâm và trợ lý Lý đang ngồi với nhau, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi. Cửu Châu vội vàng ngồi dậy, bàn tay đưa lên mặt xoa lấy xoa để, khắp người đổ mồ hôi lạnh, cậu chính là mơ thấy chuyện trong quá khứ. Hình như bố cậu đã làm gì đó với cậu và em gái, cậu thanh niên cứ mải mê hoảng sợ trước giấc mơ kia, cứ thế ngồi dậy mà không để ý rằng cánh tay của mình là đang có vấn đề. Nhưng giáo sư Lâm lập tức cắt lời, tiện tay rót cho cậu một chén trà. Trịnh tiên sinh, cậu còn có tâm trạng nghĩ tới chuyện khác sao? Điều cậu nên suy xét là năng lực phục hồi vượt xa người thường, còn cả cảm xúc bạo lực nguy hiểm nữa, hẳn là cậu đã phát giác ra được.
Cứ thế, Cửu Châu liền đưa cánh tay toàn gân đen đang không ngừng hiện lên, ngay lập tức phát hiện ra cậu đã bị lây nhiễm trở thành kẻ ăn xác chết rồi. Giáo sư Lâm có chút xoa xoa đầu, mặc dù trợ lý Lý đã từng tiết lộ cho Cửu Châu một số thông tin nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Trước tiên cứ nghe giáo sư giải thích đã. Lây nhiễm trở thành kẻ ăn xác chết có 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là sinh sản. Nước đen sẽ sinh sôi trong cơ thể con người với số lượng lớn, chiếm lấy các tế bào như tế bào hồng cầu, tế bào miễn dịch, tế bào thần kinh. Giai đoạn thứ hai là khuếch tán, nước đen sẽ lan tràn khắp huyết dịch toàn thân, lực lượng, giác quan, xúc giác của con người đều được nâng cao rõ rệt, trên người xuất hiện những hoa văn vòng xoáy, tính cách sẽ trở nên nóng nảy, khát máu. Còn giai đoạn thứ ba chính là thi hóa, cũng là giai đoạn đáng sợ nhất, nước đen sẽ cắn nuốt nội tạng và chiếm lấy trái tim cũng như não bộ. Thay đổi hoàn toàn đặc trưng sinh lý của con người, biến con người thành lớp vỏ của nước đen, giống như dáng vẻ của huyền không mà Cửu Châu đã từng nhìn thấy vậy. Giai đoạn thứ tư là biến dị, nước đen và cơ thể người hoàn toàn dung hợp với nhau, sinh ra một loại gọi là sinh vật thể cộng đồng tinh thần. Kẻ ăn xác chết có loại sinh vật này ở trong người có thể chia sẻ giác quan và tư tưởng trong một phạm vi nhất định, mà điều này cũng đánh dấu sự biến đổi hoàn toàn từ con người biến thành kẻ ăn xác chết. Mà bây giờ, Cửu Châu chính là ở giai đoạn 2 rồi, đang phát triển tới giai đoạn 3, dần dần. Cậu sẽ không thể khống chế được bản thân, không nhận ra ai, thậm chí còn lạm sát người vô tội, chờ đến lúc đó, cậu sẽ chết chắc. Cửu Châu sau khi nghe xong lập tức sốc đến ngã ra sàn nhà, nếu như cậu hoàn toàn biến thành kẻ ăn xác chết, vậy thì Hân Hân sẽ phải làm sao chứ? Cứ thế, Cửu Châu hoảng hốt mà đối diện trước mặt giáo sư Lâm, cậu tuyệt đối không thể để lại người như Lâm Gia Phong kia tiếp cận Hân Hân được. Giáo sư, ông là chuyên gia, ông có biện pháp gì không? Với giáo sư Lâm mà nói, hai tròng kính của ông lập tức sáng lên, ông ta chính là không có cách để cứu được Cửu Châu, nếu như có thể đã cứu cậu từ lâu rồi. Nhưng cái này thì có thể, ngay sau đó người đàn ông này liền đặt ngay ngắn lên trên bàn một quyển sách cái bục, theo ông đây có lẽ là biện pháp có thể giúp được Cửu Châu cậu. Ánh mắt đang hoảng hốt của Cửu Châu đột nhiên va vào quyển Đạo Đức Kinh, chẳng lẽ, cứ thế hai mắt đang trừng lên kinh ngạc này lập tức giãn ra. Khuôn mặt có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng cũng có vài phần an tâm, Cửu Châu cứ thế chắp lấy hai tay, đơn giản đến như vậy sao? Bây giờ cậu chỉ cần niệm kinh là được sao? Sao giáo sư Lâm đây không nói sớm, dọa cho cậu sợ chết đi được? Hành động ngu ngốc này của Cửu Châu khiến cho trợ lý Lý ngồi bên cạnh cũng vô cùng ngán ngẩm liếc mắt mà nhìn về cậu một cái. Đầu óc của tên này đúng là có vấn đề rồi, chẳng biết là ngu thật hay giả ngu nữa không biết. Nhưng giáo sư Lâm khẽ cầm lấy quyển sách, không đúng, cái mà ông chỉ chính là cái bức ảnh phía sau quyển sách. Lật lấy mặt sau của quyển Đức Kinh, thứ mà ông muốn nói cho Cửu Châu đó chính là Ngọc Thanh Quan này. Khẽ đẩy kính lên mũi, giáo sư Lâm tiếp tục thông não cho thanh niên đang ngơ ra trước mặt, đúng như Cửu Châu đoán ra. Tại đó chỉ có Tử Tiêu đạo trưởng của Ngọc Thanh Quan lúc này mới có thể cứu được cậu mà thôi. Tử Tiêu là trưởng môn của Ngọc Thanh Quan, đã hơn 100 tuổi, đạo hạnh cực cao, cũng có nghiên cứu về nước Thái Sơ, cũng chính là nước đen đó. Ông ta chính là một trong số ít những kẻ mạnh của nhân loại hiện giờ, nhưng người này đã ẩn cư lánh đời từ lâu nên quyết không hỏi chuyện trần thế nữa. Nhưng cũng may, ánh mắt của người đàn ông này lóe lên, chính giáo sư Lâm và Tiêu đạo trưởng kia là có giao tình sâu sắc, cũng vì thế mà ông ấy mới đồng ý gặp mặt Cửu Châu. Vừa nghe tới đây, hai mắt của Cửu Châu lập tức sáng ngời, giáo sư Lâm đúng là ngầu quá đi. Nhưng trợ lý Lý bên cạnh lại ba chấm với giáo sư Lâm này, cô biết toàn bộ cái giao tình mà giáo sư nhắc đến là cái gì. Gì mà giao tình sâu sắc chứ, chẳng phải là rửa chân thay lão đạo sĩ lười đó nên ghi sổ một lần sao. Nhưng giáo sư Lâm lập tức phất tay, chuyện này là để nói sau đi, bọn họ hiện tại không thể để lỡ thời gian nữa, bọn họ chính thức xuất phát. Sau một hồi đi ra, trợ lý Lý đứng kế bên con xế hợp hạng xoàng của mình đến trước nhà của giáo sư Lâm, cả trợ lý Lý và Cửu Châu chính là chuẩn bị đi lên. Đứng đối diện với giáo sư Lâm, Cửu Châu vô cùng cảm kích. Cứ thế lão già này liền an ủi thanh niên trước mặt, cứ yên tâm, bên phía bạn gái của cậu đã có người trông chừng, cái tên nhà giàu đó không làm gì bừa bãi được đâu. Cửu Châu lúc này không còn lời nào nữa ngoài cảm ơn giáo sư Lâm đã tốt bụng giúp đỡ mình, ánh mắt vô cùng kiên định. Những câu đố xung quanh Cửu Châu hiện tại có rất nhiều, nào là trận hỏa hoạn kỳ lạ, rồi đến trình kinh đức sống lại, cả thân thế của mèo chín đuôi thần bí. Ngồi ngay ngắn trên xe, Cửu Châu đanh mặt lại, bây giờ bọn cậu sẽ đi đến nơi đó, điểm đến Ngọc Thanh Quan. Chiếc xế hộp cứ thế bon bon trên con đường núi ngoằn ngoèo, phía trên cao chính là Ngọc Thanh Quan lúc trước. Vì Hân Hân, Cửu Châu thề với lòng, cậu nhất định phải sống sót mà trở về thật an toàn. Tại Ngọc Thanh Quan, cả ba người Cửu Châu, giáo sư Lâm và trợ lý Lý đã thành công đến được nơi đây. Đứng từ bên dưới nhìn lên, đây chính là địa bàn của đạo giáo, trợ lý Lý chính là không lên nữa. Cửu Châu cũng vô cùng khó hiểu trước hành động này của nữ nhân kia, nhưng rất nhanh giáo sư Lâm bên cạnh liền bảo cậu mặc kệ cô ấy, cả hai người cứ thế leo thang lên trên. Vừa đi lên trên, Cửu Châu lúc này mới từ từ trêu đùa vị giáo sư bên cạnh mình. Sao cậu thấy ông đây lại rất sợ trợ lý Lý thế, có phải là đã bị cô ấy nắm thót gì không?
Giáo sư Lâm hai tay vắt ra phía sau lưng, liền bảo Cửu Châu nói nhỏ thôi, không trợ lý Lý nghe thấy được. Từng bước chân của hai người đàn ông cứ thế vang lên tiếng đọc, tịch tịch chí vô tông, hư chí kiếp nhẫn a, khoát động huyền văn, thùy chắc thử u hà, nhất thập đại thừa lộ, thục kế niên kiếp đà. Lúc này, Cửu Châu cùng với giáo sư Lâm bước lên được bên trên, khung cảnh bên trong khiến cho cậu không khỏi ngỡ ngàng. Lần trước khu Cửu Châu và Hân Hân đến xin thẻ ở đây, cậu cũng không thể thấy được hoành tráng như vậy. Giáo sư Lâm từ từ đi phía sau, Ngọc Thanh Quan là đạo quán lớn nhất Giang Thành, lịch sử lâu đời, tín đồ cử sĩ dưới trướng nhiều vô số kể, thực lực lại vô cùng thâm hậu. Đang bước đi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, một người đạo sĩ thân hình nhỏ bé đột nhiên cất lời với chàng trai trẻ trước mặt, ánh chính là Trịnh tiên sinh đúng không, trưởng môn đã chờ lâu rồi, mời đi theo tôi. Còn về phần giáo sư, ông chính là không đi theo, có lẽ Tử Tiêu kia là muốn gặp riêng Cửu Châu cậu. Đứng trước một căn phòng, người kia cứ thế đứng lại, để cho Cửu Châu tự đẩy cửa bước vào. Một vị cao tăng tóc bạc cứ thế hiện ra, đang ngồi yên vị trong phòng ngồi thiền. Đẩy cửa bước vào, Cửu Châu thận trọng cất lời, xin hỏi, là Tử Tiêu đạo trưởng sao? Ngay khi chàng trai trẻ bước vào, vị đạo trưởng kia đột nhiên mở trừng mặt sáng của mình ra, cậu chính là Trình Cửu Châu. Thấy người kia đã mở lời hỏi danh tính của mình, Cửu Châu cung kính hơi cúi người, cuối cùng cậu cũng gặp được ông ta rồi. Nhưng ngay lập tức cánh cửa phòng đột nhiên đóng lại, từ sau lưng Cửu Châu chính là hai vị đạo hữu vừa lạ vừa quen. Cả hai đang thi triển pháp thuật, người cầm phất trần, người cầm kiếm, nửa xanh nửa đỏ định tấn công Cửu Châu. Ngay lúc này, chàng trai trẻ kia vội vàng quay lưng lại, lập tức nhận ra một trong số hai vị đạo hữu kia. Người béo kia chẳng phải là đạo trưởng lần trước đã bói quẻ cho Cửu Châu sao, cả hai người là đang định làm gì vậy chứ? Đạo trưởng béo kia lạnh lùng nhìn về Cửu Châu, bệnh của cậu đã lan tới xương tủy, trưởng môn chính là ra lệnh cho bọn họ giết chết cậu. Cứ thế, hai vị đạo trưởng kia lập tức tung đòn tấn công về phía Cửu Châu, khiến cho cậu vô cùng bất ngờ, không phải chứ, chẳng phải là chữa bệnh sao? Rất nhanh, chàng trai trẻ này đã tránh ra khỏi đòn tấn công của hai người kia, bọn họ là định làm thật đấy hả? Vị Tử Tiêu đạo lúc này từ từ đứng dậy, bản thân ông cũng đang thi triển pháp. Hướng ánh nhìn về phía Cửu Châu, thi độc đã lan ra toàn thân của cậu, sớm muộn gì thì thanh niên này cũng sẽ sa ngã trở thành kẻ ăn xác chết mà thôi, cũng là nên kết thúc ở đây đi. Cả hai bàn tay của Cửu Châu lúc này quả nhiên đã đen xì lại, cậu vội vàng nắm chặt tay lại với nhau kiềm chế bản thân. Không được, hiện giờ cậu không thể chết, nhưng cậu cũng không thể ra tay với đám đạo sĩ này được. Ngay sau đó, Cửu Châu vội vàng chạy ra khỏi cửa trực tiếp bỏ trốn. Nhưng vừa mới chạy ra, Cửu Châu nhanh chóng phanh kít lại, nhìn xuống vực thẳm trước mặt, Cửu Châu chính là không thể chạy được nữa rồi. Trong khi đó, cả hai người kia đã đuổi tới nơi, tình huống hiện tại của cậu vô cùng nguy hiểm. Liếc mắt nhìn qua, Cửu Châu nhanh chóng đưa hai tay lên đỡ lấy đòn tấn công từ hai người kia, quả nhiên là cơ thể của kẻ ăn xác chết, vô cùng cứng rắn. Lúc này, Cửu Châu cũng đã cảm nhận được luồng khí tức kỳ lạ đang tỏa ra từ cơ thể cậu, lập tức cảnh báo hai người kia, mau chóng rời đi, cậu là không thể khống chế nổi bản thân nữa rồi. Nhưng với hai người tu đạo kia, một nhóc con như Cửu Châu, chỉ dựa vào cậu thôi thì chẳng thể làm gì được bọn họ cả, đến làm bị thương cũng chẳng được. Đứng từ trên cao nhìn xuống cả ba người bên dưới, Tử Tiêu đạo lúc nào đã đứng ở đây, xung quanh ông ta toàn là lá bùa. Đang đọc phép chuẩn bị tấn công kẻ ăn xác chết ở bên dưới, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Cứ thế lá bùa kia lập tức được vị đạo trưởng kia đưa xuống. Cửu Châu đang chống đỡ với hai người trước mặt, đột nhiên cảm giác xung quanh người rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, một góc của khu đất lập tức nứt ra, cứ thế để cho Cửu Châu bên trên theo đà mà ngã xuống. Cứ thế thân thể chàng trai trẻ này lập tức rơi xuống dưới vách núi. Ngay khi cơ thể của Cửu Châu rơi xuống, Tử Tiêu đạo trưởng nhanh chóng di chuyển tới chỗ cậu, thi độc và ký chủ cùng tồn tại. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, buộc phải tụ lại, bảo vệ cơ quan quan trọng, thời cơ phong tỏa thi độc, chính là lúc này. Nhắm chuẩn vào thân thể thanh niên, Tử Tiêu đạo trưởng lập tức tụ một ít sức mạnh trên hai đầu ngón tay, cứ thế ấn vào giữa trán Cửu Châu. Cả cơ thể cậu lúc này liền sáng lên, trong lồng ngực trái tim màu đen cứ thế đỏ dần. Đột ngột mở mắt tỉnh dậy, Cửu Châu ngỡ ngàng ngã ngửa khi nhìn thấy giáo sư Lâm cùng với Tử Tiêu đạo trưởng đang ở đây. Nhìn hai ông lão trước mặt, Cửu Châu chính là ngơ ra không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế này. Ngay sau khi kịp loát được thông tin, Cửu Châu lập tức ôm lấy chân giáo sư Lâm làm mách lẻo, liên tục bảo ông cứu mình, vị đạo trưởng kia là muốn giết cậu. Giáo sư Lâm còn đang đẩy cái đầu của Cửu Châu ra, Tử Tiêu đạo trưởng lúc này mới bắt đầu cất lời, tiểu hữu đừng căng, những gì cậu gặp phải chỉ là huyễn thuật đơn giản mà thôi. Lời này ngay lập tức khiến cho Cửu Châu ngơ ra, huyễn thuật sao, mọi thứ lúc nãy cậu đối mặt tất cả cũng đều là giả. Tử Tiêu đạo trưởng lúc này mới từ từ tiến đến trước mặt Cửu Châu, thi độc trong cơ thể của Cửu Châu đã lan ra khắp toàn thân. Chỉ khi để não của cậu trải qua thời khắc sinh tử thật sự mới có thể dẫn được thi độc đi ra. Vừa nãy vị đạo hữu này đã thi triển pháp ấn ở giữa ấn đường, tim, đan điền, tay chân, lòng bàn tay để ngăn cản thi độc tiếp tục lan tràn.
như lời của đạo trưởng này, như vậy cũng có nghĩa là Cửu Châu đã hoàn toàn khỏi rồi sao? Người kia vẫn vô cùng bình thản, người thanh niên này cũng đừng vui mừng quá sớm, cái này chỉ có thể kéo dài được một tháng, phong ấn sẽ yếu dần đi theo sự lưu chuyển của khí mạch trên người Cửu Châu. Biết được bản thân chưa hoàn toàn khỏi, Cửu Châu liền thở ra một hơi, dù làm thế nào thì cậu cũng phải chết, đây chẳng lẽ là số mệnh của cậu sao? Nhưng nói thế nào thì nói, Cửu Châu vẫn cúi đầu cung kính với đạo trưởng kia, cảm ơn ông vì đã chịu giúp đỡ cậu. Người đàn ông này liền tiến tới đặt tay lên vai Cửu Châu mà an ủi, khuyên người trẻ tuổi đừng nên nản lòng. Vừa nãy ở trong ảo ảnh Cửu Châu bị thi độc mê hoặc tâm trí. Nhưng đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng vẫn còn có thể kìm nén sát tâm, có nghĩa là bản tính của cậu rất là lương thiện, xứng đáng được cứu, ông lại chỉ cho cậu thêm một con đường nữa vậy. Cửu Châu chính là phải đi tìm Tôn Linh, nhưng Cửu Châu lại không nghe ra, khó hiểu hỏi đạo trưởng trước mặt, tôm he, cậu là có thể mua ở chợ hải sản không? Nhưng tôm mà Tử Tiêu đạo trưởng nhắc tới chính là tôm linh này, không phải là tôm he. Loại tôm này toàn thân trắng như tuyết, kích thước rất bé, chỉ sinh sống ở nơi lạnh lẽo nhất dưới đáy nước, vô cùng hiếm thấy. Vậy rốt cuộc phải đi đâu mới tìm được nó? Giáo sư Lâm hai tay khoanh lấy nhau, không nhanh không chậm, chính là ở Bách Hạc Lương. Trong Bách Hạc Hương có chôn không ít pháp khí mà những người tu đạo thời nhà Đường để lại, quanh năm chìm dưỡng đáy sông, vô cùng lạnh lẽo, có thể thu hút tôm linh. Nếu như lấy được tôm linh, Tử Tiêu đạo trưởng đây sẽ có biện pháp để loại bỏ thi độc một cách triệt để. Nhưng thế này thì khó làm rồi đây, Bách Hạc Lương đã được tu sửa thành viện bảo tàng dưới nước từ lâu rồi, chỉ sợ là không dễ tìm thấy. Nhưng Tử Tiêu đạo trưởng cũng đã nghĩ tới vấn đề này, quán trưởng của Bách Hạc Hương và ông cũng là có chút giao tình, để ông viết một bức thư giới thiệu, không phải là vấn đề gì to tát cả. Cửu Châu bên cạnh thấy hai người kia suy nghĩ cho bản thân cậu như vậy, lập tức hành lễ tạ ơn, thật không ngờ, cậu chưa ngồi ấm chỗ nữa, đã phải đứng lên khởi hành rồi. Trong khi Tử Tiêu đạo trưởng ngồi viết thư giới thiệu cho Cửu Châu, giáo sư Lâm lập tức bảo cậu xuống núi tìm trợ lý Lý trước, ông và đạo trưởng đây còn có mấy điều cần nói với nhau. Ngay khi cánh cửa được đóng lại, Tử Tiêu đạo trưởng vừa viết vừa hỏi Lâm lão đệ đây, làm chuyện này là vì chuyện của Ma Ha giáo sao? Nhưng đó hoàn toàn là mục đích của vị giáo sư này. Trên thư ông cũng đã nói với đạo trưởng về việc Trịnh Cửu Châu bị đánh lén trên phương tiện giao thông công cộng rồi. Lúc đó trợ lý Lý vì hỗ trợ người bị thương nên đã rời khỏi hiện trường vụ tai nạn. Khi quay trở về thì phát hiện ra thi thể của Seymour đã biến mất không dấu vết. Sau lưng Seymour chắc chắn là còn có một kẻ ăn xác chết cấp cao hơn. Hơn nữa chỉ dựa vào thực lực của Trình Cửu Châu thì không thể giải quyết được Seymour. Và đây cũng chính là điều mà giáo sư Lâm lo lắng, không chỉ Ma Ha giáo, còn có người khác đang nhắm đến Trịnh Cửu Châu. Nói tóm lại, chuyến đi đến Bạch Hạc Lương, Tử Tiên đạo trưởng chỉ biết nhắc nhở mọi người cẩn thận, cứ thế đưa cho giáo sư Lâm tờ giấy giới thiệu. Ngoài ra, ông sẽ phái một đệ tử đắc lực đi theo, bảo vệ cho mọi người chu toàn. Cầm bức thư đi ra ngoài, giáo sư Lâm vẫn không khỏi suy nghĩ mông lung, bí mật của tên nhóc kia có lẽ còn nhiều hơn những gì ông đang tưởng tượng nữa. Tại một nơi khác, trong một bể nước khổng lồ, một con quái vật bạch tuộc đang không ngừng quấn lấy cơ thể của một người bên trong. Phía bên ngoài là ba tên mặc đồ đen bí ẩn, liên tục rục rã người kia, tiến hóa đi, đây là cơ hội cuối cùng mà giáo hội cho cậu. Đôi chân lòi ra khỏi xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ, cứ thế gọi lên hai tiếng trưởng lão. Ngay sau đó, một bàn tay vươn tới, xuyên thẳng qua đầu của con bạch tuộc kia, cứ thế vươn người chui ra khỏi đó. Tên Seymour với vẻ ngoài như vừa được phẫu thuật thẩm mỹ, cứ thế đưa cái hàm răng to hơn cái bản mặt của hắn mà liên tục cắn nuốt con quái vật kia, lần này, hắn nhất định sẽ thành công. Ở một bên khác, Cửu Châu đang tâm sự mỏng với trợ lý Lý, những ngày vừa qua cũng là vất vả cho cô, cứu cậu nhiều lần đến như vậy, còn phải để cô đến Bách Hạc Lương với cậu một chuyến nữa. Nữ nhân kia chỉ từ từ nhảy xuống khỏi mui xe, đây chính là công việc của cô, ngược lại là Cửu Châu, chẳng lẽ cứ định gọi cô mãi là trợ lý Lý sao, cậu thật sự không hề biết tên của cô. Thấy người kia đã nói như vậy, Cửu Châu bật cười, vậy để cậu gọi thẳng cô là Thái Các nhé, khiến cho cô gái này bất giác đỏ mặt. Lúc này, vị đạo trưởng béo lúc trước đột nhiên xuất hiện, trên người khoác lên một bộ đồ vô cùng hip hop thời trang, nên xuất phát thôi các đạo hữu. Nhưng Cửu Châu đưa mắt nhìn sang lại chẳng nhận ra. Chỉ đành để tiểu hữu đây phải giới thiệu lại bản thân, anh ta chính là thân trưởng lão đấy, còn từng bói giúp cho cậu một quẻ, hôm nay sư phụ bảo anh ta đến giúp Cửu Châu lấy tôm linh. Nhưng nghĩ lại hình dáng ngốc ngốc kia của người này, Cửu Châu cũng là nhận ra, anh ta chính là đạo trưởng lừa gạt bán sản phẩm ba không đó. Lời này lập tức khiến cho vị đạo trưởng này hơi cáu mà véo Cửu Châu một cái, nói lung ta lung tung làm hỏng danh tiếng của Ngọc Thanh Quan, áp lực công việc của anh ta là lớn lắm đấy. Bây giờ, cả bốn người cách bảo tàng hơn 200 km, đường núi tương đối nhiều, thời gian cấp bách. Trợ lý Lý có lẽ sẽ lái xe tương đối nhanh, xin thân đạo trưởng kia thông cảm, sau đó giáo sư Lâm liền đưa cho anh ta một túi đựng rác. Nhưng người kia căn bản không cần, mặc cho Cửu Châu khuyên anh ta nên cầm lấy, tự tin bản thân là người tu đạo, chưa từng say xe, chỉ là một tiểu cô nương mà thôi,
có thể lái nhanh tới mức nào chứ? Lời này lập tức để cho trợ lý Lý nghe thấy, đã vậy cô xe cho người kia biết tuyệt kỹ lái xe lên trời là thế nào. Nhấn mạnh phanh xe, trợ lý Lý xoay vô lăng liên tục, khiến cho cả chiếc ô tô không ngừng chao đảo, khiến cho vị đạo hữu kia choáng váng mặt mày, lập tức đòi túi. Tưởng thế nào, ai dè là mõm à, trong khi người tu đạo kia khổ sở với cơn say, cả hai người Cửu Châu và giáo sư lại mặc kệ mà thưởng thức đồ ngon. Không thể chịu nổi nữa, vị đạo trưởng kia lập tức tạo cầu vồng không cần mưa ngay bên ngoài cửa xe. Sau một hồi di chuyển, tất cả đã thành công đến với bảo tàng Bách Hạc Lương, còn đạo trưởng kia vừa nôn vừa không hài lòng vị tài xế kia, tuyệt đối là một kẻ điên mà. Trợ lý Lý lúc này mới từ từ đi ra, khiến cho anh béo kia đang chửi trong bụng lập tức sáng cả hai mắt lên, sau đó tạo dáng lãng từ chống tay lên thân cây. Vừa nãy là không chú ý đến, hóa ra tài xế lại là một mỹ nữ a, anh không nói là kẻ điên, mà nói là giống như gió vậy, rất có khí thế. Cứ thế, chàng béo này liền để lộ ra vài tia khí tức, tỏ vẻ lãng tử mà tán tính mỹ nhân, sau đó tự giới thiệu lại bản thân tên họ là Thân Đức Kiệt. Thân trong thân công báo, đức trong đạo đức kinh, kiện trong thiên hành kiện, xin hỏi người đẹp đây nên xưng hô thế nào? Nhưng trợ lý Lý cứ thế quay lưng để lại anh béo không khỏi cất lời khen ngợi, tên rất độc đáo, rất hợp với anh, khiến cho người kia sung sướng tưởng thật. Video của mình đến đây là hết rồi, bên trên là nội dung tóm tắt phần 1 của bộ truyện. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy để bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký và ấn chuông theo dõi để nhận những video thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.